Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Thấy đám người Hàn Hương Nhi giễu cợt, chế nhạo Tiêu Chính Văn như vậy, Đông Phương Tuyết Ngưng tức đến mức mặt trắng bệch, siết chặt nắm đấm. Cô ta rất muốn nói lý với đối phương nhưng cách biệt về thực lực quá lớn, đối phương cũng sẽ không cho cô ta cơ hội lên tiếng phân trần. Đúng lúc này Trần Nguyệt Nhi sải bước đi đến phía sau Đông Phương Tuyết Ngưng, khẽ vỗ vai cô ta. Hành động của cô ta cũng chỉ đang an ủi Đông Phương Tuyết Ngưng mà thôi, dù sao nếu đám người Hàn Hương Nhi ra tay đánh Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong thật, cô ta là đệ tử Thiên Cung Bắc Cực cũng không tiện nhúng tay vào chuyện này. Đầu tiên Thiên Cung Bắc Cực cũng được xem là một trong các thế lực dưới tay của nhà họ Khổng, mà Khổng Thiên Tường lại là thế tử nhà họ Khổng, chỉ xét về phương diện này thôi địa vị của cô ta cũng thấp hơn Khổng Thiên Tường không ít. Hơn nữa Hàn Hương Nhi lại là người của Bát Cảnh Cung, càng không phải là người cô ta có thể đắc tội. Khổng Thiên Tường liếc nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng, kiêu ngạo đứng trước đám người tận hưởng cảm giác ưu việt được tất cả mọi người ngước nhìn. Chẳng lâu sau lại có không ít người Âu Lục và Phi Lục đến thử, nhưng thậm chí họ không thể vượt qua thành tích của Trần Nguyệt Nhi. Càng đừng nói đến chuyện khiêu chiến với Khổng Thiên Tường. Khổng Thiên Tường nhân cơ hội này đến gần Kilo, nhỏ giọng hỏi, trong ấn tượng của tôi, ông và gia tộc của ông chắc là có cao thủ, tại sao không cử cao thủ đến? Nghe Khổng Thiên Tường hỏi thế, Kilo quay sang cười nói, nếu cậu biết rõ thì cũng nên biết quan hệ giữa chúng ta và Long tộc. Người xuất sắc trong gia tộc chúng tôi vẫn xem thường việc chạy đến Huyền Thiên Đạo Cung để cầu xin cơ hội. Nghe hắn nói thế, sắc mặt Khổng Thiên Tường liên tục thay đổi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Thôi vậy, chúng ta về đi. Khổng Thiên Tường vẫy tay với mọi người rồi đi xuống núi. Hôm nay họ đến đây chỉ là thể hiện tài năng trước mà thôi, lựa chọn thực sự còn cần phải chờ tin tức từ Huyền Thiên Đạo Cung. Dù sao lần này người tổ chức đại hội tuyển chọn không xuất hiện, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi đám người Khổng Thiên Tường rời đi, mấy người Âu Lục và Phi Lục cũng đều xuống núi đợi sắp xếp tiếp theo của Huyền Thiên Đạo Cung. Sáng hôm sau, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng vừa ăn bữa sáng xong, Trần Nguyệt Nhi đã đến tận cửa. Nhìn thấy Trần Nguyệt Nhi, Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong đều rất cung kính chào, sư tỷ Nguyệt Nhi. Hai người cũng chuẩn bị đi, tối nay có thể chúng ta phải tham gia bữa tiệc tối do Joseph tổ chức, ông ta cũng là người được Huyền Thiên Đạo Cung cử đến để tuyển chọn nhân tài. Trần Nguyệt Nhi cũng chỉ có lòng tốt đến thông báo cho hai người họ một tiếng, còn những người khác chẳng hề xem Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong ra gì, nói đúng hơn không ai xem hai người tồn tại. Vâng, cảm ơn sư tỷ Nguyệt Nhi. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn với Trần Nguyệt Nhi, Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong mới tiễn cô ta ra ngoài cửa. Ở một bên khác, Tiêu Chính Văn đang trong quá trình bế quan đột phá, xung người được khí màu tím bao phủ, thậm chí ngưng tụ thành một con rồng nhỏ màu tím. Mặc dù con rồng đó chỉ dài hơn 1 mét, nhưng khí tức đó vừa nhẹ nhàng vừa có sát khí. Lúc này người Tiêu Chính Văn cũng đã thấm ướt mồ hôi lạnh, vì để dung hợp con rồng nhỏ do nguyên khí ngưng tụ thành, Tiêu Chính Văn gần như đã dùng hết sức lực. Lúc này Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được hoàn toàn sự tuyệt diệu của nguyên khí, ở độ tuổi của anh mà có thể thấu hiểu nguyên khí chắc chỉ có 1. Ngay cả Sáng Thế Hạo Thiên luôn âm thầm quan sát Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nguyên khí, cậu ta còn trẻ thế mà đã có thể lĩnh hội được nguyên khí. Lẽ nào cậu ta đúng là đứa con trời chọn đó? Sáng Thế Hạo Thiên trợn to mắt không dám tin nhìn về hướng Long Kinh. Dù mạnh như Sáng Thế Hạo Thiên thì ở độ tuổi như Tiêu Chính Văn cũng chỉ vừa chạm đến ngưỡng cửa của chân khí mà thôi, còn Tiêu Chính Văn đã có thể ngưng luyện ra một con rồng nhỏ màu tím bằng nguyên khí. Thật ra đây không chỉ đơn giản là ngưng luyện bằng nguyên khí mà là đang sáng tạo. Nguyên khí vốn dĩ là sự bắt nguồn của vạn vật, với loài vật mà nguyên khí ngưng luyện ra rất có thể có linh trí. Có thể nói đây chắc chắn là kỳ tích chưa từng có trước đây. Rồng nhỏ màu tím đó dần hình thành, không gian xung quanh Tiêu Chính Văn xuất hiện bị biến dạng. Sau một cơn chấn động dữ dội, con rồng nhỏ màu tím đột nhiên há miệng ra rồi ra sức hút mạnh vào. Tất cả nguyên khí trong không khí đều chảy hết về phía con rồng nhỏ như thủy triều. Chỉ thoáng chốc cả Long Kinh, thậm chí là nguyên khí của nửa Hoa Quốc bỗng chốc bị hút sạch sẽ. Gừ, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên. Con rồng nhỏ màu tím đó trở nên to lớn hơn.
Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn bỗng mở mắt ra nhìn về hướng dãy núi Asis. Ngay lúc này tất cả mọi người trên năm đại danh sơn không khỏi rùng mình, như thể có cảm giác bức bối vô hình bao phủ lấy họ. Trong không trung, một vầng sáng màu tím lan tràn ra bốn phía, chẳng mấy chốc đã bao trùm cả thế giới. Đây là, như cảm nhận được khí tức không tầm thường, ngay cả Lý Chính Đạo cũng thất thần nhìn về phía bầu trời. Rốt cuộc là ai? Chu Trấn Long cũng nhíu chặt mày ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh. Còn Tiêu Chính Văn chỉ nghỉ ngơi một chốc rồi vung tay lên, con rồng màu tím đó bay thẳng vào trong tay áo Tiêu Chính Văn, sau đó biến mất. Một lúc sau, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng bước ta từ trong sân. Lúc này giữa trời đất bỗng xuất hiện một tia sấm chớp màu tím. Tiêu Chính Văn thậm chí không thèm nhìn đã bay thẳng về phía dãy núi Asis. Trong sảnh lớn khoảng mấy ngàn mét vuông ở một khách sạn xa hoa cách dãy núi Asis không xa, tất cả mọi người đều đang cầm ly rượu và nói chuyện theo nhóm. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Joseph và Hoda mặc trang phục lộng lẫy đi xuyên qua đám đông, thi thoảng còn tỏ ý nâng ly rượu trong tay lên với những người xung quanh. Cũng có không ít các thế tử ở Âu Lục hoặc Hoa Quốc chủ động bước đến mời rượu hai người. Ừ, khá lắm, cuối cùng cậu cũng không phụ lòng khổ cực bồi dưỡng cậu của nhà họ Khổng. Joseph bước đến gần Khổng Thiên Tường mỉm cười nói. Một ngày trước, chuyện Khổng Thiên Tường đánh xuyên qua 23 kết giới đã lan truyền đến tai Joseph và Hoda, thành tích này khiến hai người họ cảm thấy khá ngạc nhiên. Dù sao năm đó Hoàng đế Napoleon cũng chỉ đánh xuyên qua được 19 kết giới mà thôi. Có thể nói tài năng của Khổng Thiên Tường đã vượt xa Napoleon rồi. Thế nên dù Joseph và Hoda trước giờ luôn xem thường Hoa Quốc cũng phải bày tỏ sự thiện cảm của mình với Khổng Thiên Tường. Tốt lắm, với tài năng của cậu, không lâu nữa sẽ trở thành một ngôi sao mới đang dần nổi. Hoda liên tục khen ngợi. Ông ta là cao thủ đứng trong 100 người trên bảng xếp hạng sức chiến đấu cả thế giới, muốn được ông ta khen ngợi không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi Khổng Thiên Tường còn là một người Hoa Quốc thì lại càng khó. E là sau này thành tựu của cậu sẽ vượt xa hai người bọn này. Joseph cũng vô cùng hài lòng nói. Cảm ơn hai vị tiền bối đã khen, sau này còn mong hai vị tiền bối giúp đỡ. Mặc dù Khổng Thiên Tường có thực lực hơn hẳn khi ở trước mặt người khác, nhưng khi đối mặt với hai người này, hắn phải thu bớt sự kiêu ngạo của mình. Thấy Khổng Thiên Tường được Joseph và Hoda coi trọng như thế, rất nhiều thế tử Âu Lục có ý thù địch với Khổng Thiên Tường cũng lần lượt vây lấy hắn, mời rượu chúc mừng hắn. Thật ra chỉ cần có thể được Joseph và Hoda khen ngợi thì về cơ bản Khổng Thiên Tường đã được nội bộ xác nhận. Theo thông lệ trước giờ của Huyền Thiên Đạo Cung, bên phía Hoa Quốc có tất cả 4 người, còn bên Âu Lục dù không ai gia nhập cũng sẽ có 1, 2 người. Có lẽ ai đó trong số họ sẽ trở thành bạn cùng trường với Khổng Thiên Tường. Thế nên trước hết cứ làm quen trước để chuẩn bị cho sau này. Joseph và Hoda lại nói chuyện với mọi người một lát rồi đi đến tầng 2. Đúng lúc này, cửa phòng sảnh lớn bỗng bị ai đó dùng sức đẩy ra. Một bóng người cao lớn đi vào sảnh lớn. Cùng lúc đó mấy người Trần Nguyệt Nhi cửa lúc quay đầu lại nhìn về phía cửa, khi họ nhìn thấy rõ gương mặt người đến kia thì không khỏi sửng sốt. Anh Tiêu, Trần Nguyệt Nhi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy hai chữ anh Tiêu, dường như cả hội trường đều lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cùng lúc quay đầu lại nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn sải bước chậm rãi đi vào chính giữa sảnh lớn. Sao hắn lại đến đây? Ai gọi hắn đến đấy? Lương Cảnh Long nhíu chặt mày đến nhăn tít, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ! Tôi nghĩ có vài người không cam lòng nên không mời mà đến đấy chứ. Hàn Hương Nhi cười khẩy chế nhạo. Không mời mà đến có tác dụng gì chứ, danh sách cũng chẳng có tên anh ta, dù đến cũng sẽ bị Huyết Thiên Đạo Cung không cho vào, Lương Cảnh Long hừ một tiếng khinh thường nói. So với bọn họ, các thế tử bên phía Âu Lục lại nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt đầy tò mò. Vì hôm qua khi đám người Khổng Thiên Tường nhắc đến Tiêu Chính Văn đều tỏ vẻ hạ thấp đối phương, thậm chí là khinh thường. Còn khi họ nhìn thấy Tiêu Chính Văn mới nhận ra khí tức ngay lúc này của Tiêu Chính Văn khiến người khác không thể suy nghĩ. Đột phá nhân vương cấp 5, cộng thêm được nguyên khí hỗ trợ, lúc này khí thế của Tiêu Chính Văn quả thật hệt như thần vương chúa tể trời đất.
sự kiêu ngạo nhìn tất cả sinh linh gần như là đương nhiên. Người như Tiêu Chính Văn sao có thể giống những gì đám người Khổng Thiên Tường nói được chứ? Đừng nói quá như thế, ai có thể chắc rằng anh Tiêu không nhận được giấy mời của Huyền Thiên Đạo Cung chứ? Trần Nguyệt Nhi lạnh lùng nhìn đám người Khổng Thiên Tường, trầm giọng nói. Ồ, vậy tôi muốn hỏi hai vị tiền bối Joseph và Hoda xem họ có gửi giấy mời cho tên họ Tiêu kia không? Nếu không mời mà đến thì tự chuốc phiền đấy. Khổng Thiên Tường cũng cười nhạo nói. Vừa nói Khổng Thiên Tường vừa đi đến gần Tiêu Chính Văn, nhìn Tiêu Chính Văn nói, trông bộ dạng này chắc là anh không cam lòng nhỉ. Anh Tiêu, Trần Nguyệt Nhi cũng đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Tôi đến đây là vì có việc khác, còn về Huyền Thiên Đạo Cung, bây giờ tôi không có hứng thú nữa. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Anh vừa nói thế, tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt không thiện cảm. Những người hôm nay đến đây có ai không phải là để gia nhập vào Huyền Thiên Đạo Cung đâu. Hơn nữa trong mắt đám người này, mình có thể được Huyền Thiên Đạo Cung chọn là phúc đức mấy đời tu luyện, nhưng Tiêu Chính Văn lại tỏ ra xem thường như thế thật sự còn khó chịu hơn tát họ một bạt tai trước mặt mọi người. Người nào đó nói mà không biết ngượng, Khổng Thiên Tường nghiến răng, giễu cợt nói, mình bị Huyền Thiên Đạo Cung loại ra ngoài mà lại lớn lối nói không có hứng thú với Huyền Thiên Đạo Cung, đúng là trò cười. Đám người bên cạnh cũng nhíu chặt mày nhìn Tiêu Chính Văn, dù anh có danh tiếng lớn thế nào, thực lực có mạnh ra sao nhưng cũng chỉ là một trong đám người ở thế tục mà thôi, đại tài thật sự ở ngoài lãnh thổ vẫn chưa xuất hiện đâu. Còn Tiêu Chính Văn anh lại dám ngông cuồng nói mấy lời này à? Nhưng Tiêu Chính Văn lại không để ý đến Khổng Thiên Tường mà nhìn thẳng về phía Locketis đang ngồi trong một góc. Thật ra ngay khi Tiêu Chính Văn bước vào sảnh lớn, sắc mặt Locketis đã cực kỳ khó coi. Thấy Tiêu Chính Văn nhìn về phía của mình, ông ta lập tức đặt ly rượu xuống. Có phải nên thanh toán món nợ giữa chúng ta rồi không? Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng đi về phía Locketis. Thấy Tiêu Chính Văn từng bước ép sát, Locketis cũng hơi hoảng sợ chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, tôi cảnh cáo cậu đừng có qua đây. Cậu ông ta còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã giơ tay lên chỉ vào phía Locketis. Bùm, một âm thanh trầm đục vang lên. Thậm chí Locketis còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã biến thành một làn xương máu. Lúc này cả hội trường lặng im đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Không ai ngờ được Tiêu Chính Văn lại ra tay ngay tại đây, hơn nữa còn vừa ra tay là một chiêu tất chết. Ngay khi mọi người đều đang trong trạng thái ngơ ngác, một luồng khí tức đáng sợ bỗng lan tràn. Một quyền đáng sợ đập thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn thậm chí không hề nhấc mí mắt. Rất tùy ý vung tay lên, quyền đó biến mất ngay lập tức. Lúc này Joseph và Hoda sầm mặt nhìn Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói, cậu là Tiêu Chính Văn vua Bắc Lương Hoa Quốc đấy sao? Cho dù là ai dám giết người của Âu Lục ngay trước mặt bọn tôi thì hôm nay cậu đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Giọng Joseph và Hoda lạnh như băng, vốn dĩ họ chưa muốn chạm mặt với Tiêu Chính Văn sớm như thế, nhưng việc Tiêu Chính Văn vừa làm đã khiêu khích quyền uy của họ. Gia tộc Lock là do hai người cùng nhau chọn ra, mà Locketis cũng được họ bàn bạc rồi, muốn đưa vào Huyền Thiên Đạo Cung, bây giờ thì hay rồi, Locketis đã bị Tiêu Chính Văn đánh chết. Như thế bảo hai người họ giải thích thế nào với 10 gia tộc lớn ở Âu Lục đây? Thể diện của họ phải để ở đâu được, dù sao họ cũng từng là cấp dưới mà Napoleon yêu ái, có người nào mà họ chưa từng gặp chứ? Dù là các nhân vật tầm cỡ có thân phận cực kỳ cao cũng phải nể mặt họ. Thấy Joseph và Hoda nổi giận, Khổng Thiên Tường thích thú nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 5 mà thôi, chỉ một mình anh thì có thể là đối thủ của Joseph và Hoda thế nào được. Huống gì còn có nhiều thế tử của các gia tộc lớn ở Âu Lục ngoài lãnh thổ đến như thế, Tiêu Chính Văn làm vậy chẳng khác nào đang đưa đầu khiêu khích với cả thế giới. Chỉ là Joseph và Hoda vừa dứt lời, một tia chớp màu tím bỗng lướt qua bầu trời. Ngay khoảnh khắc tia chớp màu tím vừa đánh xuống, hướng bên Âu Lục bị phản chiếu trong một màu đỏ rực. Đó là phần thiên chân hỏa. Thậm chí ngay cả nửa bầu trời cũng bị phản chiếu thành một màu đỏ rực, mặc dù họ đứng cách đó đến hàng ngàn cây số nhưng cũng có thể tưởng tượng được lúc này Âu Lục đang xảy ra chuyện gì. Cậu muốn thế nào? Joseph và Hoda đồng thanh tức giận hét lên. Ý của Tiêu Chính Văn đã rất rõ ràng rồi, anh muốn thiêu rụi cả Âu Lục bằng lửa trời. Nói cách khác,
Tiêu Chính Văn đang muốn dạy dỗ 10 gia tộc lớn của Âu Lục, hơn nữa còn làm ngay trước mặt hai người họ. Đừng phí lời với cậu ta, giết đi là được rồi. Hồ Đa trầm giọng nói. Từ xưa đến nay Âu Lục tôi có giao ước với các đại tài Hoa Quốc, cậu lại ích kỷ phạm vào tội ác tài trời đối với Âu Lục, cậu nghĩ sẽ có người bảo vệ được cậu sao? Joseph và Hồ Đa biết rất rõ mối quan hệ không bình thường giữa Tiêu Chính Văn, nhà họ Lý và nhà họ Chu, nhưng vô duyên vô cớ giết quý tộc Âu Lục đồng nghĩa với việc phá vỡ giao ước. Dù nhà họ Lý và nhà họ Chu muốn bảo vệ Tiêu Chính Văn cũng không có tác dụng gì. Lẽ nào anh ta điên rồi sao? Một mình anh ta mà dám khiêu chiến với cả Âu Lục. Lúc này có không ít người trong đám đông ngờ vực nhìn Tiêu Chính Văn. Mặc dù giữa Âu Lục và Hoa Quốc liên tục có mâu thuẫn, nhưng cả hai vẫn có chừng mực. Như Âu Lục năm đó cho dù mạnh thế nào cũng sẽ không ra tay với Hoàng thất Hoa Quốc, càng sẽ không giết hại quý tộc của Hoa Quốc. Mà Tiêu Chính Văn vừa giết chết Lock Thetis, bây giờ lại tạo ra lửa trời ở Âu Lục, chắc chắn là nhắm vào gia tộc Lock. Đó là gia tộc đứng đầu ở Âu Lục hiện nay, thậm chí địa vị không thua kém gì vương thất của các nước. Cách làm này của Tiêu Chính Văn hơi quá đáng rồi. Tiêu Chính Văn, có vài việc một khi đã làm thì không ai có thể đảm bảo an toàn cho anh nữa. Anh nghĩ đối mặt với hai vị tướng quân mà Napoleon yêu ái nhất, anh còn cơ hội thắng sao? Khổng Thiên Tường cười khẩy chế giễu. Nếu đã đến nước này, đã không cần họ phải ra tay nữa rồi. Chỉ cần yên tĩnh nhìn Tiêu Chính Văn chết thế nào là được. Rắc! Một tiếng sấm sét giáng xuống, chiếu sáng cả bầu trời. Joseph là người đầu tiên ra tay. Dám một mình khiêu chiến với cả Âu Lục, Tiêu Chính Văn đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Ngay khi ông ta ra tay, Tiêu Chính Văn cũng khẽ động. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ ngón tay lên chỉ vào một điểm. Bùm! Một ánh sáng màu tím bắn ra. Bên phía Âu Lục lập tức phát ra âm thanh kinh thiên động địa, sau đó một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên trời. Gia tộc Lock và mấy gia tộc lớn ban đầu ký hiệp ước liên minh với Tiêu Chính Văn đều biến thành khói bụi. Nhìn đám mây hình nấm ở phía không xa, Camelo không khỏi thở dài, hai. Cuối cùng vẫn loạn đến mức này. Tất cả những chuyện này mới chỉ là khởi đầu mà thôi, vô số ngọn lửa chút từ trên trời xuống giống như cơn mưa. Rõ ràng còn hơn cả trận mưa sao băng khi trước. Nhìn thấy lãnh thổ Âu Lục sắp trở thành một mảnh đất khô cằn, Joseph và Hoda đều tức giận không thôi, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên rất rõ. Tiêu Chính Văn lại ra tay chém giết với Âu Lục ngay trước mặt bọn họ. Đây gần như tương đương với một cái tát giáng thẳng lên mặt mọi người. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ trong lòng đất sộc thẳng lên trời. Khí tức của Joseph và Hoda đột nhiên dâng cao. Khí tức cường đại cứ thế dao động, khiến cho cả khách sạn đều chấn động tới độ hóa thành gạch vụn. Ngay cả mấy người Khổng Thiên Tường cũng không thể không kết thành trận pháp phòng ngự tự bảo vệ mình, Trần Nguyệt Nhi cũng vội vàng bố trí một trận pháp phòng ngự, bảo vệ Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng vào bên trong. Còn về những người vẫn chưa kịp kết trận thì bị khí tức cường đại này làm cho chấn động tới bay vút ra xa, thậm chí không ít người còn hộc máu ngay tại chỗ, chấn động tới mức nội thương nghiêm trọng. Lẽ nào đây mới là thực lực thật sự của Joseph và Hoda? Nhân vương cấp 5 không thể nào có chiến lực mạnh tới vậy. Khổng Thiên Tường không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đó. Dù mấy người như hắn và Hàn Hương Nhi kết thành trận pháp phòng ngự thì vẫn bị khí tức cường đại đó đẩy ra xa mấy chục mét. Phải biết rằng, hắn và mấy người Hàn Hương Nhi, Lương Cảnh Long đều là cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5. Ở dưới tình cảnh cảnh giới tương đương. Bất luận thực lực của đối phương có mạnh tới đâu thì đều không thể đánh lui được trận pháp phòng ngự mà mấy chục người bọn họ kết thành. Điều này chỉ có thể nói lên rằng hai người Joseph và Hoda đang cố tình che giấu thực lực. Trương Lăng Phong lúc này đã bị cảnh tượng ban nãy dọa sợ khiếp vía, nếu như không phải Trần Nguyệt Nhi ra tay kịp thời thì e rằng hắn và Đông Phương Tuyết Ngưng đã bị khí tức cường đại ép cho thành thịt vụn. Đông Phương Tuyết Ngưng lại lo lắng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lẽ nào anh ta muốn ra tay với mấy nhân vật như Joseph và Hoda? Cùng lúc này, đám người Âu Lục vừa mới đứng vững cũng đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Chỉ có điều không đợi bọn họ ra tay, chỉ thấy hai luồng ánh sáng trắng chói mắt lao thẳng lên trời. Khí tức của nhân vương cấp 6 trực tiếp xé toang khoảng không, hình thành một màn ánh sáng trên nền trời. Hai hung giáp kỵ sĩ màu bạc chói lóa từ từ hạ xuống. Đó chính là chiến giáp kỵ binh thời Napoleon,
cũng là chiến bảo đi theo hai người Joseph và Hoda cả đời. Lúc này, hai người bọn họ thật sự phẫn nộ, trận chiến này, bọn họ đã thề sẽ giết chết Tiêu Chính Văn ở dưới chân núi Assis. Ôi, Sở Hồng Thiên đứng trên đỉnh Thiên Sơn phía xa không khỏi ớn lạnh, không cần đoán ông ta cũng có thể nghĩ ra được nhất định là Tiêu Chính Văn đã gây chuyện với hai cao thủ nhân vương cấp 6. Đó là khí thức của nhân vương cấp 6, nếu như tôi đoán không nhầm thì hai bộ giáp đó chắc hẳn là chiến bào của Joseph và Hoda, Sở Hồng Thiên trầm giọng nói với đệ tử đang đứng sau lưng mình. Lúc ông ta ở vùng ngoài lãnh thổ đã từng may mắn được tận mắt chứng kiến hai người Joseph và Hoda một thân một mình đối diện với mấy tông môn như thế nào. Khi đó, bọn họ cũng mặc chiến giáp, ngạo nghễ đứng phía trong mấy chục cao thủ, cuối cùng đã giết hết tất cả số cao thủ đó. Mặc dù nói đó chỉ là tông môn nhỏ, thế nhưng chung quy vẫn là một trong số những thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Thế tục của ngày nay, nếu để nói đối kháng với cao thủ như Joseph và Hoda thì cũng tương đương với việc tùy tiện chọn ra một tông môn nhỏ ở vùng ngoài lãnh thổ, đều đủ để xưng bá trong cả thế tục rồi. Khoảnh khắc này, Joseph và Hoda giống như thiên binh hạ phàm, trên người khoác bộ chiến giáp lấp lánh ánh bạc, tay cầm thanh kiếm dài kỵ sĩ cực kỳ chói mắt, ngạo nghễ đứng giữa hư không. Trên thanh kiếm dài kỵ sĩ đó, ánh bạc tỏa khắp bốn bề, chỉ một tia sáng màu bạc thôi cũng khiến cho cả nhiệt độ của đại lục Á Âu đều hạ xuống 10 độ. Cảnh tượng này dọa cho rất nhiều thế tử của phi lục chạy về bốn phía như đang thoát thân. Hóa ra đây mới là thực lực thật sự của bọn họ. Sắc mặt của Khổng Thiên Tường liền trở nên u ám. Đừng thấy bọn họ chỉ cao hơn mấy người Khổng Thiên Tường một bậc mà lầm. Khoảng cách giữa nhân vương cấp 6 và nhân vương cấp 5 vốn dĩ đã quá xa xôi. Yêu cầu đối với tính lĩnh ngộ của nhân vương cấp 5 cũng không cao lắm, dù cho vẫn chưa lĩnh hội được tới tầng diện chân khí thì vẫn có thể đột phá được. Thế nhưng tới cảnh giới nhân vương cấp 6 thì buộc phải đứng trên tầng diện chân khí. Cũng có thể nói, vẫn có rất nhiều cao thủ nhân vương cấp 5 không có thực lực tương đồng với cảnh giới, thế nhưng nhân vương cấp 6 thì là chất lượng thật sự, hàng thật giá thật. Trước đây hắn còn cho rằng xét về thực lực thì mặc dù bản thân không bì được với Joseph và Hoda, thế nhưng có lẽ cũng chẳng cách biệt bao nhiêu. Thế nhưng bây giờ thì sự tự tin của hắn đã lung lay rồi. Giết, Joseph giơ thanh kiếm dài kỵ sĩ trong tay lên, thẳng thừng chém về phía Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm này của hắn đủ để chém toang cả bầu trời, biến địa cầu đứt đôi thành hai nửa. Ánh kiếm vô cùng cường đại đó mạnh mẽ giáng xuống giống như thiên đao. Đây là Trảm Thiên Kiếm Trận, không ít người vừa nhìn đã nhận ra ngay loại trận pháp này. Trảm Thiên Kiếm Trận có thể nói là một trong số những bí trận lưu truyền từ thời thượng cổ của Âu Lục, từ lúc Napoleon tiến vào vùng ngoài lãnh thổ thì đã bị thất truyền. Mà ngày đó đại quân của Napoleon có thể đánh cho tan tác chính là nhờ có những bí trận lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ này. Chỉ thấy khi mà ánh kiếm đó chém xuống, cả bầu trời đều phân thành hai nửa. Ở giữa dường như xuất hiện một kẽ nứt rất lớn, một cảm giác áp chế cực mạnh dâng lên từ trong khe nứt đó. Khí lưu cường đại giống như một mũi tên vô hình lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Không một ai ngờ được Joseph vừa mới ra tay đã sử dụng chiêu thức đáng sợ tới vậy, mọi người phía dưới thậm chí còn đồng loạt phát ra những tiếng kinh hô. Dù là Khổng Thiên Tường thì cũng cảm thấy da đầu phát tê, nếu đổi lại là người khác thì e rằng chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Chả trách ngay cả sứ giả của cổ tộc nhà họ Ấn mà bọn họ cũng dám giết. Lương Cảnh Long sợ tới độ đổ mồ hôi lạnh, khóe môi cũng khẽ run rẩy. Loại công kích ở cấp độ này rõ ràng là thứ mà người ở đẳng cấp như bọn họ không dám nghĩ tới chứ chưa nói gì tới đối kháng. Sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn bình thản như thường, căn bản không có một chút cảm giác cấp bách nào. Vừa giơ tay lên, ba con rồng lớn đã xuất hiện xung quanh Tiêu Chính Văn, ở dưới chân anh. Một cặp hình thái cực âm dương đang chuyển động như bay. Khoảnh khắc này, Tiêu Chính Văn cũng đang toàn lực lao tới, chỉ có điều cho tới bây giờ thì anh vẫn chưa sử dụng sức mạnh ở tầng nguyên khí mà thôi. Khi mà tia sáng màu vàng lóe lên, một con rồng lớn màu vàng liền lao thẳng về phía ánh kiếm đang chém xuống từ trên bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, cả hai lao thẳng vào nhau, nhất thời giống như trời long đất lở, ngay cả bầu trời ban trưa cũng xuất hiện điểm dị thường. Bầu trời vốn đang quang đãng đột nhiên giống như có một bức màn ban đêm kéo xuống, trở nên đen kịt. Chỉ có vô số ánh sáng huyền hoặc là đang không ngừng nhấp nháy. Vô số tia lửa điện bao vây chặt lấy Tiêu Chính Văn,
giống như một mảnh lưới lớn do điện lôi kết thành, muốn chém nứt lìa Tiêu Chính Văn ra vậy. Một tia sáng chói mắt thô như cánh tay lao thẳng về phía đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn. Nguy rồi, Trần Nguyệt Nhi chợt biến sắc. Không một ai ngờ được Joseph vẫn còn con át chủ bài, còn Tiêu Chính Văn dường như lúc này đã rơi vào thế yếu. Hừ, tôi đã nói từ lâu rồi, một thân một mình khiêu chiến với cả Âu Lục, hắn chính là đang tìm đường chết. Khổng Thiên Tường nói với vẻ bỡn cợt. Mà trên bầu trời, sấm sét vẫn đang giao kết chằng chịt, từng tầng từng lớp giống như trời long đất lở, không ngừng công kích thẳng về phía đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Giống như khoảnh khắc này, ngay cả trời đất một phương cũng đang đối địch với Tiêu Chính Văn, như thể trời đất cũng muốn xé anh tan xác. Giết hắn, Hồ Đa giơ thanh kiếm dài trong tay lên, nhảy lên trước một bước, ánh sáng lạnh lẽo chiếu cho mọi người đều phải vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy Hồ Đa giơ thanh kiếm dài lên thẳng tay chém xuống, trong ánh kiếm của ông ta dường như xuất hiện cả vô số vì sao nhỏ, giống như trong tay của ông ta đang là cả dải ngân hà, chặn ngang mà chém về phía Tiêu Chính Văn. Joseph và Hồ Đa đồng thời ra tay, trước sau công kích, căn bản không cho Tiêu Chính Văn cơ hội để thở. Tiêu Chính Văn không hề hoang mang, giơ tay trái lên, vung nhẹ giữa hư không. Chỉ thấy vô số khí tức màu xám trắng cứ thế bị hút vào trong người Tiêu Chính Văn. Joseph và Hồ Đa ớn lạnh, Tiêu Chính Văn đang hút khí vận Âu Lục, mặc dù chỉ là một lần vung tay đơn giản, thế nhưng tất cả mọi người trên Âu Lục đều bị giảm tuổi thọ đi 3 năm. Tiêu Chính Văn, cậu dám! Joseph và Hồ Đa đồng thanh gầm lên, sau đó càng thêm điên cuồng chém về phía Tiêu Chính Văn. Trong lúc Tiêu Chính Văn giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh bay thẳng ra ngoài, chỉ thấy một đường sáng bạc quấn lấy một cái đuôi dài màu tím bắn thẳng về phía Joseph. Hai luồng khí mạnh mẽ vô song va chạm vào nhau, trong chốc lát, khắp trời đất đã xảy ra một trận rung động trong bán kính trăm dặm. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng phải lùi bước bởi ảnh hưởng của chấn động này. Dù sao Joseph cũng là cao thủ hàng đầu trên bảng xếp hạng 100 người đầu tiên, tuyệt đối không phải là hư danh. Huống chi, bọn họ đi theo Napoleon chinh chiến bốn phương, đã từng càn quét toàn bộ Âu Lục, những cao thủ mà họ đã gặp, đâu chỉ có trăm người. Những cao thủ lớn lên trong những điều kiện như vậy đều là những người có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, hơn nữa thực lực của họ đã được kiểm nghiệm qua vô số những trận chiến lớn. Nếu không phải năm đó Napoleon thất bại ở nước Hùng, không thể giành được trận pháp bí mật cổ xưa của nước Hùng, thì sức mạnh của hai người họ sẽ càng cao hơn một bậc. Tiêu Chính Văn không chỉ phải đối đầu chính diện với Joseph, mà còn phải luôn đề phòng Hồ Đa phía sau, anh vẫn chống đỡ cú đánh bằng toàn bộ sức lực của Joseph. Cho dù là vậy, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn bị người khác ép phải rút lui kể từ khi linh khí trở lại. Xét từ mặt khía cạnh điều này cũng cho thấy hai người họ tuyệt đối không phải là hạng người bình thường, những đối thủ mà trước đây Tiêu Chính Văn gặp phải lại càng không phải là đối thủ của họ. Suy cho cùng hai người họ từng là thuộc hạ ưu ái nhất của Napoleon, vài trăm năm trước, toàn bộ Âu Lục khi nghe đến tên của hai người họ cũng sẽ sợ đến mức bỏ chạy. Mặc dù Joseph và Hồ Đa không có dòng máu của Long tộc, nhưng có sức chiến đấu của họ lại mạnh và không hề yếu hơn những cao thủ có dòng máu của Long tộc. Ở phía bên kia, thanh kiếm của Hồ Đa cũng bao bọc bởi sức mạnh của các vì sao, như cùng một dải ngân hà, chém thẳng vào lưng của Tiêu Chính Văn. Ánh sao đáng sợ kia gần như xé nát cả bầu trời, vô số chòm sao như rơi xuống từ trên không trung, đập thẳng vào đầu Tiêu Chính Văn. Nó thật sự quá kinh khủng. Lúc này, vô số đám đông đang xem trận chiến đồng thời thốt ra một tiếng cảm thán. Ban đầu, nhiều người cảm thấy Joseph và Hồ Đa chẳng qua là dựa vào danh tiếng đã đi chinh chiến theo Napoleon, họ vốn chẳng có thực lực mạnh mẽ gì. Thậm chí trong thâm tâm của nhiều người còn nghi ngờ Joseph và Hồ Đa, cảm thấy hai người họ hoàn toàn không có tư cách đại diện cho Huyền Thiên Đạo Cung. Dẫu sao tất cả mọi người đều là cảnh giới nhân vương, hơn nữa cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu, ngay cả Khổng Thiên Tường cũng từng có ý nghĩ rằng chỉ cần dựa vào dòng máu của Long tộc cũng đủ để chiến đấu với hai người họ. Ngay cả nhiều thế tử của Phi Lục cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, bọn họ không còn dám có chút khinh thường nào nữa. Sức chiến đấu kinh khủng của Joseph và Hồ Đa lúc này, thật sự đáng kinh ngạc, thậm chí có thể nói, nếu người đối đầu với hai người họ lúc này không phải là Tiêu Chính Văn, mà là bọn họ, e rằng họ đã sớm trở thành con ma dưới kiếm của hai người kia. Không ngờ, sức chiến đấu của hai người họ lại cao như vậy.
Chẳng trách Napoleon năm đó có thể càn quét Âu Lục, không một thuộc hạ yêu ái nào của Napoleon là người hữu danh vô thực. Chẳng lẽ ngay cả Huyền Thiên Đạo Cung cũng sẽ thu nhận bọn họ. Vào lúc này, những người vây lại xem đã rút lui hơn chục dặm từ lâu, hoàn toàn không dám theo dõi trận chiến ở cự ly gần, chỉ sợ bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh còn lại từ trận chiến. Cho dù ở cách xa hàng chục dặm, nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận rõ khí tức đáng sợ đó. Nhìn thấy đòn kinh thiên động địa đó chém thẳng vào lưng mình, sắc mặt Tiêu Chính Văn trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Phá! Tiêu Chính Văn chỉ tay một cái, trước mặt hiện lên cảnh tượng một ánh sáng màu vàng. Nhưng một giây sau, cảnh tượng sáng màu vàng đã bị đánh tách ra thành một lỗ hổng, ánh hào quang chói mắt đã khiến Tiêu Chính Văn phải lùi lại một bước. May mà trận pháp không gian đã làm giảm đi sức mạnh của đòn kiếm này, nên Tiêu Chính Văn mới thoát nạn. Mà ở phía bên kia, Joseph và Hoda lại giơ kiếm lên tấn công lần nữa, Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Joseph. Giờ phút này, hai người họ đã tạo ra một cục diện chết cho Tiêu Chính Văn, cho dù Tiêu Chính Văn có ứng chiến hay không, cũng sẽ bị kiếm khí của hai người họ xé thành mảnh vụn. Ngay cả những người theo dõi trận chiến ở phía dưới, dường như cũng nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn bị thanh kiếm chém làm đôi. Nhưng một giây sau, trong khoảng không đột nhiên nổi lên một cơn gợn sóng, bóng dáng của Tiêu Chính Văn đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của Joseph, ngay sau đó Tiêu Chính Văn đã xuất hiện ở phía sau Joseph. Cái gì, anh ta lại có thể tránh được đòn tấn công kép của Joseph và Hoda ư? Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều thốt ra một tiếng thét kinh hoàng. Vừa rồi đã là tình huống chết, sao Tiêu Chính Văn có thể thoát ra được? Loại kỹ thuật dịch chuyển này, rất nhiều người ở đây đều biết, từ bộ dạng vừa rồi có thể thấy được, cho dù Tiêu Chính Văn có thể bay qua không trung, thì anh cũng sẽ bị thương bởi kiếm khí. Nhưng sắc mặt của Tiêu Chính Văn lúc này lại bình tĩnh như thường. Không hề bị thương, đây mới là điều khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tránh ư, không đơn giản vậy đâu. Khổng Thiên Tường cười khẩy, phản bác lại. Quả nhiên, ngay khi bóng dáng của Tiêu Chính Văn vừa xuất hiện, vô số sấm chớp đã tấn công thẳng về phía Tiêu Chính Văn, trong nháy mắt đã cuốn chặt Tiêu Chính Văn. Cho dù Tiêu Chính Văn đang ở phía sau Joseph cũng không có thời gian để tấn công. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu của các danh tướng đã theo sau các cuộc chiến Nam Bắc của Napoleon. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, giơ tay đánh ra một luồng sáng trắng, đỡ lấy vô số sấm chớp. Nhưng đúng lúc này, Joseph đã sớm quay người lại, thanh kiếm dài trong tay phát ra ánh hào quang rực rỡ cực kỳ chói mắt, nó như một cơn gió thoảng, lặng lẽ chém về phía Tiêu Chính Văn. Keng keng keng, con dao quân đội năm cạnh trên tay Tiêu Chính Văn liên tiếp đỡ lấy mấy đòn. Cả người ngay lập tức lùi về phía sau. Ánh sáng lặng lẽ kia thay đổi từ 1 thành 10, lại tiếp tục thay đổi từ 10 thành 100, trong nháy mắt tạo thành một tấm lưới trời cực lớn, bao phủ cả người Tiêu Chính Văn vào trong tấm lưới lớn. Cái này cũng không giết được anh ta sao? Khổng Thiên Tường xa sầm mặt mày nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Theo lý mà nói, vừa rồi rõ ràng là cục diện chết, Tiêu Chính Văn vọt đến sau lưng Joseph, lẽ ra nên đánh lén Joseph. Sau đó bị sấm chớp tấn công, rồi bị Joseph giết chết, như vậy mới là kịch bản hợp lý. Hắn tự cho là bản thân mình đã che giấu rất kỹ rồi, nhưng không ngờ rằng, kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Chính Văn còn phong phú hơn hắn rất nhiều, nhưng vấn đề là năm nay Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi chứ? Hí, ba con rồng khổng lồ cùng lúc phóng thẳng lên trời, Tiêu Chính Văn cũng lao ra khỏi lưới kiếm dưới sự bảo vệ của thân rồng to lớn. Ngay sau đó, anh chỉ tay lên trời. Bầu trời đột nhiên chìm vào bóng tối, chỉ có 9 vì sao là chói mắt một cách kỳ lạ. Lại là thiên tinh cửu diệu. Trong đám đông, có người đã sớm nhận ra trận pháp mà Tiêu Chính Văn sử dụng. Năm ấy, anh cũng đã sử dụng trận pháp này để giết mười mấy cường giả cảnh giới thiên thần ở vùng ngoại ô Long Kinh. Chỉ thấy ánh sáng chói lọi của 9 vì sao tập trung vào một chỗ, tạo thành một chùm sáng dày đặc vô cùng lớn, xuyên qua hàng vạn dặm. Không chỉ những ngọn núi dưới chân Tiêu Chính Văn đang sụp đổ, mà ngay cả Âu Lục cách xa hàng vạn dặm, cũng đang long trời lở đất. Cái này còn là thiên tinh cửu diệu sao? Chẳng lẽ thiên tinh cửu diệu còn có thể sử dụng như vậy? Nguy rồi, Âu Lục vốn không thể chịu nổi cú đánh này. Nhiều thế tử của Âu Lục, đều đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn thấy cảnh tượng này, cũng sợ đến toát mồ hôi, bọn họ không thể ngờ rằng.
thực lực của Tiêu Chính Văn đã đạt đến mức đáng sợ như vậy. Vài năm trước, khi ở học viện võ thuật, bọn họ còn hy vọng có thể tiến gần Tiêu Chính Văn, nhưng giờ phút này, ngay cả bóng lưng anh cũng khó mà nhìn thấy được. Bởi vì ngay lúc này, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn thực sự đi ngược với trời. Cùng lúc quyết đấu với hai cao thủ nhân vương cấp 6 lại không lép vế một chút nào. Trận chiến kinh hoàng giữa bọn họ, thậm chí còn kinh động cả thế giới, mọi người hầu như đều đang theo dõi kết quả của trận chiến này. Hắn còn chưa tới 30 tuổi, sao có thể, làm sao có thể mạnh như vậy được. Trương Lăng Phong siết chặt nắm đấm của mình một cách không cam lòng, vào lúc này, cảm giác vượt trội và lòng tự ái của hắn đã hoàn toàn bị đánh bại. Điều này là không thể nào. Lúc này, ngay cả Trần Nguyệt Nhi bên cạnh cũng bị Tiêu Chính Văn làm cho hoảng sợ. Tiêu Chính Văn còn chưa đầy 30 tuổi, sao có thể thể hiện được thực lực mạnh mẽ như vậy? Không chỉ tài năng của anh hơn người, hơn nữa xét về kinh nghiệm chiến đấu, ngay cả cô ta cũng thấy có chút hổ thẹn, phải biết rằng, cô ta chỉ có vẻ ngoài trẻ tuổi mà thôi, nhưng tuổi thật đã gần trăm tuổi. Cô ta có kinh nghiệm trăm năm nhưng lại không bằng một thanh niên như Tiêu Chính Văn. Bỏ lỡ một thiên tài như anh ta, mới là tổn thất lớn nhất của Huyền Thiên Đạo Cung. Trần Nguyệt Nhi cảm thán lời nói thật lòng. Từ xưa đến nay có bao nhiêu nhân tài thành danh ở trong và ngoài nước, cũng tuyệt đối không thể có được thực lực mạnh mẽ như Tiêu Chính Văn ở tầm tuổi anh. Vũ An Quân Bạch Khởi năm ấy, cũng phải thọ đến 300 tuổi, thì tên của ông ta mới có tư cách khắc lên tấm bia vạn cổ của Huyền Thiên Đạo Cung vào thời điểm đó. Dù Bạch Khởi đã ngoài 300 tuổi, nhưng vẫn là đối tượng tranh giành của các thế lực khác nhau. Thưa hai tiền bối, Tiêu Chính Văn, câm miệng, Joseph không nhịn được mà giận dữ gầm lên, chấn động đến nỗi ngay cả Trần Nguyệt Nhi suýt nữa đã phun máu ra. Hôm nay nhất định phải giết người này, Hoda cũng không kiềm chế được cơn giận mà giống lên. Sao Joseph và Hoda lại không biết về tài năng của Tiêu Chính Văn chứ? Nhưng Tiêu Chính Văn càng tài giỏi thì càng phải tống khứ Tiêu Chính Văn càng sớm càng tốt. Nếu không, để Tiêu Chính Văn ở thêm vài ngày nữa, nhất định sẽ trở thành nỗi lo lớn của bọn họ. Hơn nữa, hai người bọn họ hợp lực chống lại Tiêu Chính Văn đã rất khó khăn. Tiêu Chính Văn của ngày hôm nay đã khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm, thậm chí họ phải thừa nhận rằng họ luôn đánh giá thấp Tiêu Chính Văn. Nếu như bọn họ biết thực lực của đối phương mạnh như vậy, thì lúc mới trở lại giới thế tục, bọn họ đã đến Hoa Quốc giải quyết Tiêu Chính Văn luôn rồi. Tiêu Chính Văn nào có cơ hội đột phá nữa chứ? Nhưng bây giờ đã quá muộn, chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chiến đấu với Tiêu Chính Văn đến cùng. Mặc dù thực lực của Tiêu Chính Văn rất đáng kinh ngạc, nhưng ít nhất theo bọn họ thấy, Tiêu Chính Văn vẫn là cao thủ có cấp bậc ngang với bọn họ, hai người bọn họ hợp lực lại thì việc giết Tiêu Chính Văn cũng không phải là quá khó. Dù sao bọn họ cũng không phải chỉ có danh tiếng hão huyền. Lúc theo Napoleon chinh chiến ở Âu Lục, bọn họ cũng đã gặp cường giả mạnh như Tiêu Chính Văn, nhưng người đó cũng đã bị hai người bọn họ giết. Bây giờ chỉ cần lặp lại lịch sử một lần nữa là được. Tiêu Chính Văn có tài năng trời cho thì sao chứ? Một người không tuân thủ quy tắc thì nên bị loại bỏ khỏi dòng sông lịch sử. Cho dù lãnh đạo cấp cao của Huyền Thiên Đạo Cung có hỏi, bọn họ cũng có hàng trăm lý do cho qua chuyện, dù sao chuyện Tiêu Chính Văn giết Axeller cũng là thật, giết người nhà họ Lục cũng là thật. Nếu thu nhận loại người này vào Huyền Thiên Đạo Cung thì cũng chỉ mang lại tai họa cho Huyền Thiên Đạo Cung mà thôi. Hoda nâng kiếm lên rồi lại phóng xuống, Tiêu Chính Văn phải lui lại vài trước sự tấn công của Joseph và Hoda. Nhưng ngay lúc Joseph và Hoda đang tự mãn thì Tiêu Chính Văn đột nhiên quay người, giết ngược lại hai người bọn họ. Bùm, kiếm của Hoda còn chưa kịp rút lại, đã va chạm cùng con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn. Khiến kiếm của Hoda bật ra, theo ánh mắt của Tiêu Chính Văn, vô số sinh khí từ Âu Lục lại bay về phía Tiêu Chính Văn, thậm chí còn tạo thành một vòng xoáy không khí màu trắng. Cậu thật to gan, dám hết lần này tới lần khác tước đoạt tuổi thọ của người dân Âu Lục. Lúc này, một luồng khí tức đáng sợ khác từ Âu Lục phóng lên. Ngay sau đó, một ông lão tóc bạc, chân đạp ánh sáng, bay thẳng đến chân núi Asis. Lại một vị cao thủ nhân vương cấp 6 nữa công khai khiêu chiến với Tiêu Chính Văn. Thực ra, trong số những người trở lại giới thế tục lần này, không chỉ có Joseph và Hoda đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 6, mà còn có rất nhiều cao thủ của các gia tộc cổ Âu Lục cũng có thực lực ngang ngửa bọn họ.
chỉ là những gia tộc cổ kia đều có tính toán riêng của mình, bọn họ sẽ không dễ dàng để lộ thực lực của mình khi chưa vào bước đường cùng. Nhưng Tiêu Chính Văn đã nhiều lần tước đoạt mạng sống của người dân Âu Lục, điều này khiến bọn họ không thể ngồi yên được nữa. Vì người của gia tộc bọn họ đều đang ở Âu Lục, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng trước khi bị Tiêu Chính Văn giết chết, tuổi thọ của tất cả người Âu Lục đều đã bị rút hết rồi. Đây là điều mà không một gia tộc cổ nào có thể chấp nhận được. Một thanh kiếm kỵ sĩ màu vàng cắt ngang bầu trời, tấn công về phía Tiêu Chính Văn. Bùm, lúc này, Tiêu Chính Văn muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chống đỡ. Mặt khác, Tiêu Chính Văn luôn phải đề phòng đòn tấn công dữ dội mà Joseph và Hoda có thể tung ra bất cứ lúc nào. Joseph và Hoda quay đầu lại nhìn ông lão, khẽ cau mày nói, kỵ sĩ Thánh Điện. Ngay từ hàng trăm năm trước, kỵ sĩ Thánh Điện đã bị diệt sạch, nhưng thanh kiếm vàng trong tay ông lão này sẽ không biết nói dối. Đó là vũ khí tiêu chuẩn của các kỵ sĩ Thánh Điện, cũng chỉ có kỵ sĩ Thánh Điện mới dám dùng kiếm vàng. Nghe nói năm đó có tổng cộng 81 vị kỵ sĩ Thánh Điện đã bị giết trong trận chiến với quân của Thành Vương Tư. So với Joseph và Hoda, kỵ sĩ Thánh Điện mới là vị thần thật sự của Âu Lục. Nếu không có kỵ sĩ Thánh Điện thì có lẽ toàn bộ Âu Lục sẽ bị Thành Vương Tư chà đạp. Vì vậy, bất kỳ vị kỵ sĩ Thánh Điện nào cũng mạnh hơn Joseph và Hoda. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn với thực lực của nhân vương cấp 5, sẽ đấu với 3 vị cao thủ nhân vương cấp 6. Thấy tình hình ngày càng trở nên bất lợi cho Tiêu Chính Văn, Trần Nguyệt Nhi lo lắng nhìn Khổng Thiên Tường nói, Thế tử Khổng, chúng ta đều là người Hoa Quốc, lẽ nào anh không định ra tay sao? Trần Nguyệt Nhi vừa nói vừa rút kiếm ra, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Cô đang nói nhảm gì thế? Joseph và Hoda là loại người gì lẽ nào cô không biết sao? Đắc tội với bọn họ thì đừng nghĩ đến việc tiến vào Huyền Thiên Đạo Cung. Hơn nữa, tôi đã cảnh cáo anh ta trước rồi, nhưng anh ta vẫn ngoan cố chống lại cả Âu Lục, đây là do anh ta tự mình chuốc lấy. Khổng Thiên Tường chế nhạo, lạnh lùng đáp lại. Bây giờ, hắn rất muốn Tiêu Chính Văn bị 3 người kia xé thành trăm mảnh, sao hắn có thể can thiệp chứ? Khổng Thiên Tường, nhà họ Khổng các anh luôn coi mình là người nhân từ, chính trực, có đạo đức. Chẳng lẽ đây là nhân từ và chính nghĩa, đây là đạo lý của anh sao? Tiêu Chính Văn là người của Hoa Quốc chúng ta, cho dù giữa chúng ta có thù hận lớn thì đó cũng là chuyện nội bộ Hoa Quốc. Còn bây giờ, chúng ta đang phải đối mặt với kẻ địch mạnh là Âu Lục. Lúc này, ngay cả đứa trẻ cũng biết cái gì gọi là cùng chung mối thù. Tay cầm kiếm của Trần Nguyệt Nhi khẽ run lên, nhưng một mình cô ta không thể thay đổi được tình hình hiện tại. Thực lực của đối phương mạnh đến mức ai cũng có thể giết cô ta trong vòng 3 chiêu. Cùng chung mối thù, anh ta xứng sao? Lương Cảnh Long chắp tay sau lưng, lắc đầu nói, loại người như anh ta nên nếm thử trái đắng. Tự mình cứu mình đi. Hôm nay cho dù thế nào thì cũng không thể để anh ta sống sót rời khỏi đây, chúng ta hợp tác giết anh ta đi. Kỵ sĩ Thánh Điện vung thanh kiếm vàng trong tay rồi lao về phía Tiêu Chính Văn. Giết, Joseph và Hoda cũng gầm lớn, rồi tấn công Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn phải đối diện với kẻ địch từ 3 phía, dường như chỉ có sức chống đỡ, chứ không có sức đánh trả. Bên này, đòn tấn công của Joseph vừa bị đẩy lui. Bên kia thanh kiếm vàng của kỵ sĩ Thánh Điện đã đánh tới, vừa thoát được một đòn chí mạng, chiêu thức của Hoda đã từ phía sau lao tới. Có thể nói, trong 3 người vây quanh Tiêu Chính Văn, không ai là người bình thường. Bọn họ đều là những người từng trải qua trăm trận đấu, thậm chí có người đã từng tham gia cuộc chiến chống lại kỵ binh sắt của Thành Vương Tư. Dù là kinh nghiệm chiến đấu hay là phản ứng trên chiến trường thì đều vô cùng hoàn hảo. Ngay cả đám thế tử Âu Lục đang quan sát bên dưới cũng sắn tay áo lên, muốn xông vào đánh thử. Tên họ Tiêu kia, cậu xong đời rồi, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói thì chúng tôi sẽ nghĩ đến chuyện để cậu chết toàn thây. Lúc Joseph lên tiếng, Tiêu Chính Văn lại bị Hoda và kỵ sĩ Thánh Điện hợp lục đánh lui. Chết tiệt, Tiêu Chính Văn chắc không còn sức chiến đấu nữa rồi. Cùng lúc đối đầu với 3 kẻ địch mạnh, chắc anh ta sẽ không trụ được lâu. Trần Nguyệt Nhi lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn. Nhưng dù cô ta có lo lắng đến đâu thì cũng vô ích. Khoảnh khắc này, trong phạm vi 100 km, gió lớn nổi lên, 3 luồng ánh sáng chói mắt cùng phóng về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn bị áp chế, ngay cả việc chống đỡ cũng rất khó khăn.
Tiêu Chính Văn, chịu chết đi. Nhìn thấy khí thế của Tiêu Chính Văn ngày càng yếu đi, mặt Joseph lộ vẻ đắc ý. Hừ, anh ta nhiều nhất có thể cầm cự thêm 3 chiêu nữa, đây đã là cái kết ngông cuồng lắm rồi. Khổng Thiên Tường cười nói. Lúc này, Tiêu Chính Văn giống như một con thỏ bị nhốt trong lồng, bị ba con sói đói vây quanh, cho dù mọc thêm 2 cánh cũng không thể thoát chết. Các anh thật sự muốn trơ mắt nhìn đồng bào bị giết sao? Trần Nguyệt Nhi vội vàng nói, liều mạng hét lớn với Khổng Thiên Tường. Đồng bào, cô điên rồi sao, đồng bào cái gì chứ? Bọn chúng chỉ là lũ kiến mà thôi. Loại người không biết trời cao đất dày như anh ta chết cũng đáng. Kẻ nào dám chống lại nhà họ Khổng, kẻ nào dám cản chuyện lớn của nhà họ Khổng thì đều đáng chết. Không có ai là ngoại lệ. Khổng Thiên Tường giận dữ gầm lớn. Tiếng hét của Khổng Thiên Tường gần như vang xa khắp cả Âu Lục và Hoa Quốc, mấy người Joseph đứng cách xa cả mấy chục dặm cũng có thể nghe thấy rất rõ. Ha ha ha, Joseph ngửa mặt cười lớn, nói Tiêu Chính Văn, cậu đã nhìn thấy chưa, ngay cả người của Hoa Quốc cũng cho rằng cậu đáng chết. Ngay cả tổ quốc của cậu cũng đang bài xích cậu, thậm chí bọn chúng còn muốn giết cậu hơn hả chúng tôi, đây chính là cái giá của sự ngông cuồng. Ngày hôm nay, tôi sẽ cho cậu chôn chung cùng với người đã tử nạn của gia tộc Lock. Thật sao, các người phải nghĩ cho kỹ vào đấy. Cuối cùng Tiêu Chính Văn cũng lên tiếng. Đánh tới bây giờ, Tiêu Chính Văn quả thực hơi mệt mỏi, thế nhưng vẫn chưa đến mức như Khổng Thiên Tường nói. Có điều hành động và lời nói của mấy người Joseph quả thực cũng đã kích thích lửa giận trong lòng Tiêu Chính Văn. Kể từ lúc ra tay, Tiêu Chính Văn vẫn luôn khắc chế, dẫu sao thì dãy núi Asis cũng cách Âu Lục gần hơn, chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi quá nửa số tuổi thọ của tất cả người dân Âu Lục. Thế nhưng, anh không làm như vậy chính là bởi vì không muốn liên lụy tới người dân bình thường, dù là người dân Âu Lục hay là Hoa Quốc thì đều vô tội cả. Thế nhưng những lời này của Joseph lại hoàn toàn chọc giận Tiêu Chính Văn. Khiến cho anh không nhịn được mà nhớ tới hơn 100 năm trước, các cường quốc của Âu Lục tấn công vào đô thành của Hoa Quốc, cướp bóc chém giết, không có chuyện ác gì là không làm. Không sai, những kẻ tội đồ này đều đáng chết. Mấy người mở miệng ra là nói tôi cướp tuổi thọ của mấy người, thế nhưng mấy người có từng nghĩ hơn 100 năm trước, mấy người từng phạm phải tội ác tày trời gì ở trên lãnh thổ Hoa Quốc hay không? Đã có bao nhiêu người dân Hoa Quốc chết dưới lưỡi dao của mấy người rồi. Giọng nói lạnh tanh của Tiêu Chính Văn vang vọng khắp bốn bề, giống như tiếng sấm từ trên 9 tầng mây, truyền vào trong tai của mỗi người dân Âu Lục và Hoa Quốc. Hừ, không gian của thế giới này có hạn, đương nhiên phải loại bỏ một bộ phận người thấp kém, giữ lại đủ không gian tồn tại cho người Âu Lục bọn tôi. Giết người Hoa Quốc thì làm sao? Giết sạch hết thì có làm sao? Mấy người Joseph nhếch mép cười. Hoàn toàn coi đám người Khổng Thiên Tường giống như không khí, kiêu ngạo hống hách. Nếu đã như vậy, vậy thì Tiêu Chính Văn tôi sẽ thu hết tuổi thọ của người dân Âu Lục. Vừa nói, chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay lên, năm ngón tay khẽ cong lại. Xoạt, trên bầu trời Âu Lục đột nhiên xuất hiện một tầng mây màu trắng sữa, hơn nữa còn lao về phía Tiêu Chính Văn với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trên con phố lớn ở một nước nào đó tại Âu Lục, một thanh niên chừng 20 mấy tuổi vừa mua một chiếc hamburger, há miệng cắn một miếng. A, răng của tôi, tay của tôi, chỉ trong nháy mắt, một thanh niên tuổi tác chỉ tầm hơn 20 đã biến thành một ông lão đang độ gần đất xa trời. Không chỉ có răng của anh ta rụng xuống trong nháy mắt mà ngay cả trên mặt anh ta cũng xuất hiện chẳng chịt những nếp nhăn. Khoảnh khắc này, quá nửa số dân của Âu Lục già đi mấy chục tuổi chỉ trong chớp mắt. Tuổi thọ của vô số người dường như bị hút cạn chỉ trong nháy mắt, trực tiếp biến thành cái xác khô ở trên đường. Người dân của cả Âu Lục gần như lộ ra vẻ kinh ngạc cùng một lúc. Bọn họ không thể ngờ được tuổi thọ của mình lại bị Tiêu Chính Văn hút đi hết chỉ trong khoảnh khắc. Điều này rõ ràng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Tiêu Chính Văn căn bản sẽ không thương hại họ dù chỉ một chút, giống như việc mấy người Joseph sẽ không thương hại người dân Hoa Quốc vậy. Nếu như không gian của thế giới này đã có hạn, vậy thì chỉ có thể là người Âu Lục nhượng lại càng nhiều không gian sinh tồn cho người dân Hoa Quốc. Dù mấy người Joseph cũng đang ra tay ngăn cản, thế nhưng căn bản cũng chẳng thể làm gì được, vẫn có rất nhiều người không ngừng ngã xuống, không ngừng có số lượng lớn người dân bình thường già đi, thậm chí là bỏ mạng chỉ trong nháy mắt. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, khí tức khắp người Tiêu Chính Văn lại thay đổi, vẻ mệt mỏi khí trước đã biến mất từ lâu.
thay vào đó là sức sống bừng bừng. Tới khi mấy người Joseph quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn thêm lần nữa thì không khỏi kinh hoàng. Khoảnh khắc này, khí thế của Tiêu Chính Văn cực kỳ mạnh mẽ, một luồng khí tức đáng sợ từ dưới chân anh lao thẳng lên 9 tầng mây. Thậm chí trên đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn còn hình thành nên một trụ sáng cực lớn vô cùng đáng sợ. Khí tức ấy giống như thiên đế áp chế bốn phương, xông thẳng lên trời. Một luồng khí tức cường đại vô địch vẫn đang trắng trợn hút hết sinh mạng của người dân Âu Lục. Ngay cả những người đang đứng xem xung quanh cũng kinh hãi tới đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này là kỳ tích mà. Ngay cả Trần Nguyệt Nhi cũng không dám tin nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn ban nãy còn trong tình cảnh bị bức ép tới đường cùng, chỉ trong nháy mắt đã bừng bừng sức sống, chuyện này rõ ràng không thể tin nổi. Tiêu Chính Văn rốt cuộc còn bao nhiêu chiêu trò, bao nhiêu quân bài nữa đây? Đừng nói Trần Nguyệt Nhi kinh ngạc không thôi, ngay cả kỵ sĩ thánh điện kia cũng dùng ánh mắt không dám tin để nhìn Tiêu Chính Văn. Hắn đã từng giao đấu với tinh binh cường tướng dưới trướng Thành Vương Tư, dù là năng lực dưới thời kỳ đó thì cũng không thể làm được như Tiêu Chính Văn, cướp đoạt tuổi thọ của hàng trăm triệu người dân sau đó có thể bổ sung cho cơ thể chỉ trong nháy mắt. Chuyện này sao có thể? Cả người của kỵ sĩ thánh điện đều đờ ra tại chỗ, trong mắt ngập tràn vẻ khiếp sợ. Dưới ánh mắt không dám tin của mọi người, khí tức của Tiêu Chính Văn ngược lại còn dâng cao hơn một bậc so với lúc đầu, anh ngạo nghễ đứng giữa hư không, rõ ràng giống như thần vương giáng thế. Khoảnh khắc này, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn thay đổi nhận biết của bọn họ. Trên mặt hai người Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong cũng lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra sự lo lắng khi trước của bọn họ là dư thừa rồi, còn át chủ bài của Tiêu Chính Văn thực sự quá nhiều. Cũng chỉ có loại người như Tiêu Chính Văn mới là thiên tài thực thụ. Khổng Thiên Tường dùng cặp mắt phun ra lửa để nhìn Tiêu Chính Văn, ngọn lửa đố kỵ trong lòng đã vượt quá khả năng biểu đạt của ngôn từ rồi. Ba người Joseph và Hoda sau khoảng thời gian ngắn kinh ngạc thì trên mặt cũng đồng loạt lộ ra vẻ phẫn nộ. Mọi hành vi bây giờ của Tiêu Chính Văn tương đương với việc thẳng tay hủy hoại tiền đồ của cả Âu Lục, thậm chí so với việc Âu Lục giết vào đô thành của Hoa Quốc năm đó thì cũng chẳng hề kém cạnh. Mà đây cũng mới chỉ là bắt đầu, bởi vì trong vòng một năm kể từ khi tuổi thọ bị rút cạn, Âu Lục vẫn sẽ có rất nhiều người vì thế mà chết đi, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người phải chết, ngay cả bọn họ cũng chẳng thể tính toán được. Lúc này, Joseph thật sự thấy hơi hối hận rồi. Bọn họ không thể ngờ Tiêu Chính Văn lại chém giết quả quyết tới như vậy. Nếu như không phải vì bọn họ quá khinh người, để cho gia tộc Lock thực hiện cam kết khi trước thì hôm nay sao có thể xảy ra cảnh tượng có tính bi kịch tới như vậy. Sớm biết Tiêu Chính Văn có năng lực hút đi tuổi thọ của tất cả người dân Âu Lục thì làm gì có chuyện bọn họ dám chọc tới người này. Thế nhưng chuyện tới nước này, có nói gì thì cũng đều muộn rồi. Tiêu Chính Văn làm thế nào đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là kết quả đã chẳng thể thay đổi được nữa rồi. Càng nghĩ, ba người càng tức giận hơn, lúc này, sát ý trong mắt bọn họ đã cực kỳ nồng đậm rồi. Bây giờ duy chỉ có giết hắn, trả lại hết toàn bộ số tuổi thọ mà hắn đã chiếm lấy cho Âu Lục thì mới có thể bảo vệ được cho tương lai của mảnh đất này. Nếu không chúng ta sẽ trở thành tội nhân của cả Âu Lục mất. Kỵ sĩ thánh điện trợn tròn hai mắt, đôi mắt giống như điện quang nhìn thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Thanh kiếm màu vàng trong tay hắn lóe lên những tia sáng màu vàng vô cùng chói mắt, giống như trên bầu trời giáng xuống một tia sét màu vàng vậy. Mảnh đất Âu Lục của bọn tôi trải qua mấy nghìn năm khổ cực mới có được thành tựu như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể bị hủy diệt trong tay cậu được. Bất luận cậu là ai thì cũng phải trả cái giá bằng chính tính mạng cho những việc mà cậu đã làm. Joseph nghiến răng, phẫn nộ gầm lên. Lúc này, sát ý cuộn trào trong đôi mắt hắn. Trong hư không ngập tràn mùi vị giết chóc tiêu điều. Thanh kiếm dài trong tay ông ta giống như một góc của trời xanh, ánh sáng bất tận cứ thế lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc này, mang theo uy thế long trời lở đất, một nhát kiếm có thể khiến cho bầu trời tách làm đôi. Thế nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã mất đi sự nhẫn nại, khí tức màu tím trong tay cứ thế bộc phát ra, trước đây anh vẫn luôn ẩn giấu thực lực thật sự của bản thân. Có thể nói, từ đầu tới cuối, Tiêu Chính Văn vẫn chưa sử dụng uy lực của nguyên khí, mục đích chính là để thăm dò thực lực thật sự của bọn họ mà thôi. Thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn đã quá hiểu về thực lực của mấy người Joseph rồi, nào có chuyện anh sẽ nương tay với mấy người bọn họ. Mặc dù nhát kiếm này của hắn dường như chấn động của vạn cổ, còn mang theo uy thế xé tan trời đất,
thế nhưng Tiêu Chính Văn chỉ tùy ý vung cánh tay lên. Một tia sáng màu tím nhạt trực tiếp xé toang hư không. Hai cỗ sức mạnh hết sức tinh thuần lao thẳng vào nhau. Thật ra theo lý với tuổi của Joseph, cho dù xét từ phương diện nào cũng đều vượt xa Tiêu Chính Văn. Điều này so ra thì hai cao thủ võ lâm so về nội lực, tuổi càng lớn, nội lực cũng càng thâm hậu mới đúng. Nhưng tiếc là nội lực của hai người lại không cùng một đẳng cấp. Cái này giống như sự cách biệt giữa bom nguyên tử và bom khinh khí, dù có một lượng bằng nhau thì uy lực của bom khinh khí cũng mạnh hơn. Khi hai luồng sức mạnh tinh khiết va chạm vào nhau, ánh sáng màu tím nhạt Tiêu Chính Văn vung ra đánh vỡ kiếm khí của Joseph dễ như trở bàn tay. Thấy đòn tấn công của Joseph không những không thể khiến Tiêu Chính Văn bị thương mà ngược lại còn bị Tiêu Chính Văn đánh trả. Hoda vội vàng sử dụng sức mạnh tinh tú như nắm chặt ngân hà trong tay. Nhưng ngân hà trong tay ông ta vẫn chưa thể đánh trúng Tiêu Chính Văn đã bị luồng khí màu tím đánh nát. Sau một tiếng rồng gầm đầy mạnh mẽ, một con rồng nhỏ màu tím bỗng bay ra từ trong tay áo Tiêu Chính Văn. Lúc đầu con rồng nhỏ đó dài chưa đến một tấc, nhưng sau khi bay ra từ trong tay áo Tiêu Chính Văn thì đã dài hơn, chỉ thoáng chốc đã trở thành con rồng cực lớn dài khoảng 100 mét. Chỉ thấy con rồng lớn màu tím, thậm chí từng cái vảy trên người đều sống động như thật, toàn thân rồng vừa mạnh mẽ vừa có lực kèm theo tiếng rồng gầm, đâm thẳng vào ngân hà. Đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn vô cùng mạnh mẽ như vạn cổ thần vương kiêu ngạo đứng trên cao nhìn xuống. Thấy đám người Khổng Thiên Tường ở bên cạnh hoảng hồn, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ra. Hắn không giống một cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 gì cả, sức chiến đấu này không phải là thứ nhân vương cấp 5 có thể đạt được. Khổng Thiên Tường kinh hoàng nói. Vì đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn quả thật đã phá vỡ nhận thức trước giờ của họ về cảnh giới nhân vương cấp 5. Đó đã không phải là biến hóa thần long nữa mà là nuôi dưỡng rồng thật. Đây là đang sáng tạo chủng loài động vật sao? Rõ ràng con rồng lớn màu tím đó không phải là sinh vật có thể tồn tại trên trái đất này. Hơn nữa vảy rồng chân thật như thế, từng hơi thở thi thoảng còn thở ra long tức màu tím, nào có đơn giản là ảo ảnh chứ? Lẽ nào chúng ta thật sự đã xem thường anh ta rồi sao? Hàn Hương Nhi cảm thấy không cam lòng nghiến răng nói. Thực lực mà Tiêu Chính Văn đã thể hiện trong đòn tấn công này đã vượt xa nhận thức của Hàn Hương Nhi. Cho dù có thế nào cô ta cũng không thể tưởng tượng được một người lớn lên trong thế tục như Tiêu Chính Văn lại có sức chiến đấu đáng kinh ngạc như thế. Dù cô ta xuất thân từ bát cảnh cung, thậm chí từng thấy rất nhiều đại tài cao nhân, nhưng phong thái kiêu ngạo nhìn đời của Tiêu Chính Văn vẫn khiến cô ta cảm thấy khá ngạc nhiên. Ngay khi ngân hà trong tay Hoda và con rồng cực lớn màu tím va chạm vào nhau thì nổ tung hoàn toàn, hóa thành vô số những giọt ánh sáng lấp lánh rơi xuống. Lực phản của cú đánh này mang lại cho Hoda không kém gì cú sốc mà Hàn Hương Nhi cảm thấy. Thứ ông ta dùng là một loại trận pháp bí mật mà những người đời trước của Âu Lục truyền lại. Thậm chí năm đó Napoleon đã ngăn được sự truy đuổi của nước Hùng bằng trận pháp này mới bảo toàn được tính mạng. Năm đó vị đại tài của nước Hùng đó mạnh đến mức nào? Ở một bên khác, kiếm khí của Joseph bị ánh sáng màu tím kia đánh vỡ, nhưng ánh sáng màu tím đó lại vẫn duy trì được uy lực không hề giảm sút, đập mạnh vào ngực ông ta. Phụt, Joseph nôn ra một ngụm máu, cả người văng ra đằng sau. Mau, nhanh giết cậu ta, không thể để cậu ta có cơ hội nghỉ ngơi. Hoda mặc kệ mọi thứ lớn giọng hét lên với kỵ sĩ thánh điện. Cùng lúc đó ông ta bước ra đi đến phía sau Tiêu Chính Văn giơ nắm đấm lên đánh vào sau lưng Tiêu Chính Văn. Điều mà ông ta đang đợi chính là cơ hội này. Ra tay quá đà với cao thủ, dù chỉ là một sơ suất nhỏ trong tích tắc cũng đủ lấy mạng rồi. Huống gì vừa rồi Tiêu Chính Văn đã để lộ sơ hở cực lớn để đánh Joseph bị thương. Cùng lúc đó kỵ sĩ Thánh Điện cũng ra tay, thanh kiếm dài màu vàng đâm thẳng vào ngực Tiêu Chính Văn. Một kiếm đó có khí thế quét ngang bầu trời giống như từ trên trời rơi xuống, thế như phá tre. Thấy thanh kiếm dài đó sắp đâm đến trước ngực, Tiêu Chính Văn chỉ tùy ý giơ tay lên, sau đó lấy hai ngón tay kẹp chặt thân kiếm. Ánh sáng màu vàng chói mắt lưu động trong hư không, uy thế mạnh mẽ bị Tiêu Chính Văn hóa giải. Sức mạnh vốn dĩ có thể hủy diệt trời đất lại biến mất không còn tồn tại chỉ trong tích tắc. Không, không thể nào. Cậu, sao cậu có thể làm được, kỵ sĩ Thánh Điện sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn.
Mặc dù đòn tấn công này của hắn chưa chắc có thể lấy mạng Tiêu Chính Văn, nhưng chắc chắn không thể bị anh hóa giải dễ dàng như thế. Không thể, trên thế giới này có quá nhiều thứ anh không thể giải thích được. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó giơ tay lên, thanh kiếm dài đó đâm thẳng về phía Hô Đa đang ở phía sau. Lúc này ba người đã không muốn nghĩ quá nhiều nữa. Hiện giờ Tiêu Chính Văn vẫn thấp hơn họ một tầng cảnh giới, nhưng có thể khiến bọn họ xoay mòng mòng, nếu cho thêm thời gian, còn ai có thể làm gì được cậu ta. Bây giờ họ chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt tai họa đau đầu Tiêu Chính Văn này. Nhưng vừa rồi Hô Đa vẫn còn nắm chắc phần thắng, vẫn chưa thể đánh chúng vào phía sau Tiêu Chính Văn thì bỗng bị một thanh kiếm dài màu vàng đâm đến. Xoẹt, một luồng sáng vàng phản chiếu vào mắt ông ta, Hô Đa nghiêng người sang một bên theo bản năng, mặc dù tránh được nguy hiểm, nhưng đầu vai trái lại bị cắt một đường khá sâu, có thể nhìn thấy xương. Máu chảy ra, đau đến mức Hô Đa phải kêu oai oái, cơ thể văng ngược về sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Joseph cắn vỡ ngón tay giữa, sau đó một luồng mảng sao sáu cánh trực tiếp rơi xuống, như thể một tấm lưới lớn bao lấy Tiêu Chính Văn vào trong đó. Lúc này tất cả mọi người đều không còn để ý đến mấy chi tiết đó nữa, trận chiến này quả thật quá mức đặc sắc, có thể cả đời họ cũng không có cơ hội học hỏi nhiều như vậy. Thấy một mình Tiêu Chính Văn đối mặt với sự bao vây tấn công của ba người Joseph nhưng lại có thể ứng phó một cách tự nhiên, thậm chí còn liên tục làm hai người bị thương. Một chút cảm giác ưu việt vẫn còn sót lại của các thế tử cũng dần bị dẫm đạp vỡ thành từng mảnh. Đám người Joseph cũng càng đánh càng hoảng hốt, sức chiến đấu kinh người của Tiêu Chính Văn đã vượt xa nhận thức của họ. Lúc này ngay cả kỵ sĩ Thánh Điện cũng bị đánh đến mức đẫm máu. Vút, Tiêu Chính Văn lại đánh một cú trúng ngực Hô Đa khiến Hô Đa văng ra xa mấy chục mét, thậm chí ngọn núi nhỏ phía sau anh cũng bị anh đánh thành đống gạch vụn. Lúc này phần áo giáp trước ngực của hắn cũng trở nên nát bấy, nào còn nửa phần khí thế lúc nãy. Chẳng phải các ông nói muốn giết tôi sao? Đây này, ba người các ông bắt tay với nhau thì thế nào? Hôm nay Tiêu Chính Văn tôi tiễn các ông một đoạn. Nói rồi Tiêu Chính Văn quay người tung ra một cú đấm đánh thẳng vào bụng của kỵ sĩ Thánh Điện khiến hắn bị thương khá nặng. Chạy mau, Joseph là người đầu tiên nhận ra rõ hiện thực, với thực lực của ba người không thể giết được Tiêu Chính Văn, chỉ có thể bị cậu ta giết ngược lại. Chạy, các ông đừng hòng thoát. Nói rồi Tiêu Chính Văn sải bước đi đến. Joseph vừa chạy chưa đến nửa cây số, phía sau nổi lên trận gió lớn khiến ông ta hoảng sợ vội vàng né người sang. Rồi chạy thẳng về hướng của Huyền Thiên Đạo Cung. Chỉ cần vào được trong Huyền Thiên Đạo Cung thì sẽ được Vân Hà Trận bảo vệ, dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh thế nào cũng không thể làm được gì. Hô Đa và kỵ sĩ Thánh Điện cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay lập tức chạy về hướng Huyền Thiên Đạo Cung. Lúc này thể diện gì đó đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần còn sống mới có mặt mũi để nói chuyện. Chỉ thoáng chốc. Ba người đã biến thành một luồng sáng lao vào trong Huyền Thiên Đạo Cung. Mọi người đều toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả người khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tiêu Chính Văn thế mà lại đánh cho đám người Joseph bỏ chạy. Điều này quả thật là mạnh đến mức biến thái. Quan trọng nhất là cho đến giờ Tiêu Chính Văn vẫn không hề bị thương gì, nhưng đám người Joseph lại vô cùng thê thảm. Ngay cả Khổng Thiên Tường trước đó vẫn luôn tự cho là mình có năng lực hơn người cũng đổi sắc nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, thậm chí không nói được một câu nào. Bởi vì với thực lực mà Tiêu Chính Văn thể hiện thì muốn giết hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Thảo nào trước giờ anh Tiêu chưa từng xem Huyền Thiên Đạo Cung ra gì, với thực lực của anh ta, Huyền Thiên Đạo Cung không chứa nổi nhân vật lớn như thế này. Mấy thế tử trước đó từng mời rượu Tiêu Chính Văn thở dài nói. Bất kể bọn họ đã nghe bao nhiêu lời đồn đại về Tiêu Chính Văn ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng trong trận chiến ngày hôm nay, bọn họ đều đã được tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của chiến thần Hoa Quốc. Rất nhiều người cùng ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Thiên Đạo Cung. Lúc này, ba người Joseph đã trốn vào Vân Hà Trận, thậm chí đã tiến vào Huyền Thiên Đạo Cung, dù Tiêu Chính Văn có mạnh đến đâu cũng không thể đuổi vào Huyền Thiên Đạo Cung để giết bọn họ. Tiêu Chính Văn quả thật không tầm thường. Nhưng trận chiến này cũng chỉ kết thúc ở đây thôi. Sau này, đám người Joseph nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Giữa đám đông, có người thở dài nói. Tiêu Chính Văn không thể tiến vào Vân Hà Trận. Chỉ cần hôm nay, đám người Joseph thoát chết, thì rất có thể bọn họ sẽ ở lại vùng ngoài lãnh thổ,
mời thêm nhiều cao thủ quay lại liều mạng với Tiêu Chính Văn. Lúc này, ba người trốn vào Huyền Thiên Đạo Cung đều thở phào nhẹ nhõm. Có Vân Hà trận, ít nhất mấy người họ cũng có thể giữ được mạng sống. Hừ, chẳng qua là do chúng ta nhất thời bất cẩn, mới để tên nhãi này chiếm thế. Joseph siết chặt nắm đấm, nói với vẻ không cam lòng. Mặc dù đòn vừa rồi của Tiêu Chính Văn suýt giết chết ông ta, nhưng dù sao ông ta cũng là tướng sĩ của Napoleon, sao có thể khuất phục trước Tiêu Chính Văn? Lẽ nào ông ta không cần thể diện nữa sao? Hừ, mấy ngày nữa chúng ta cùng trở về vùng ngoài lãnh thổ. Tôi không tin một mình Tiêu Chính Văn lại có thể gây ra sóng gió lớn đến vậy. Hồ Đa nghiến răng và giận dữ gầm lên. Lần này, cả ông ta và Joseph đều phải chịu một tổn thất rất lớn, thậm chí cả hai đều bị nội thương nặng, cho dù hoàn toàn bình phục thì cảnh giới của họ chắc chắn sẽ giảm sút. Thậm chí cả đời này Hồ Đa cũng không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nữa. Thù này ông ta nhất định phải báo. Hơn nữa, đòn tấn công vừa rồi của Tiêu Chính Văn cứ như thần vương lúc còn sống vậy. Loại người như Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không, Âu Lục sau này sẽ bị người ta dẫm đạp. Kỵ sĩ Thánh Điện bên cạnh thở dài, lúc này, tấm áo giáp của ông ta đã rách nát, không ngừng chảy từ vết thương ra. Ngay cả hàng trăm năm trước, khi đối mặt với quân đội của Thành Vương Tư, ông ta cũng chưa bao giờ thảm hại đến vậy. Nhưng ông ta không nghĩ giống Joseph và Hoda, dựa vào kinh nghiệm của ông ta, những người như Tiêu Chính Văn chắc chắn không dễ đối phó. Cứ tưởng tượng nếu một người không có lai lịch thì sao có thể đạt được thành công như vậy ở tuổi Tiêu Chính Văn. Không tìm được lai lịch, không có nghĩa là Tiêu Chính Văn không có lai lịch, nếu lai lịch của Tiêu Chính Văn phi phàm thì chẳng phải bọn họ sẽ chết khi tìm cách trả thù Tiêu Chính Văn sao. Hai vị, theo tôi thấy, chuyện này không thể công khai. Chỉ ít trước khi tất cả nhân vật lớn ở vùng ngoài lãnh thổ trở lại, chúng ta không thể động vào người này nữa, người này quá nguy hiểm. Kỵ sĩ Thánh Điện cố gắng chịu đựng cơn đau, thuyết phục bọn họ. Hừ, nguy hiểm, có gì nguy hiểm chứ? Chẳng qua là lần này trở lại với thế tục, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Lẽ nào chúng ta lại để một tên tiểu bối trong giới thế tục chèn ép đến chết? Joseph nghiến răng nói với vẻ mặt u ám. Vết thương của ông ta vô cùng nghiêm trọng, ngay cả nền tảng cũng bị thương, sau này dù có phục hồi thì cả đời này cũng không thể tiến vào cảnh giới mới nữa. Có nghĩa là cả đời này, ông ta nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng lại ở nhân vương cấp 6 mà thôi. Tiêu Chính Văn đã chặt đứt tương lai của ông ta, tuổi thọ của ông ta cũng đã bị Tiêu Chính Văn hút đi rất nhiều, nếu không thể tiếp tục đột phá, ông ta chỉ có thể sống thêm 20 năm nữa. Chúng ta đã hao tổn vô số tuổi thọ. Nếu không nhanh chóng diệt trừ Tiêu Chính Văn, rồi lấy lại tuổi thọ của mình thì chúng ta có thể sống thêm vài năm nữa. Hoder cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thật của mình. Đối với những người như bọn họ, thể diện và danh lợi đầu không quan trọng, miễn là được sống thì mọi thứ đều là phù du. Nhưng bây giờ tuổi thọ của bọn họ đã cạn kiệt, đây là vấn đề lớn nhất. Hơn nữa, bọn họ đều là trụ cột của những thế lực lớn, thậm chí ở vùng ngoài lãnh thổ. Những thế lực lớn cũng không dễ dàng động vào bọn họ. Nếu không, Joseph cũng không dám giết sứ giả của gia tộc Ấn Cổ. Chỉ điều này thôi cũng đủ để chứng minh thế lực đứng sau bọn họ đáng sợ đến mức nào. Lúc này, tất cả mọi người đang theo dõi trận chiến không khỏi thở dài khi nhìn thấy ba người Joseph chạy trốn vào Vân Hà trận, trận chiến này cũng chỉ có thể dừng lại tại đây. Nhưng lúc mọi người nghĩ Tiêu Chính Văn sẽ từ bỏ thì Tiêu Chính Văn bước tới. Đứng cách Vân Hà trận chưa đầy 100 mét. Anh ta làm gì vậy? Hành động của Tiêu Chính Văn khiến mọi người phải choáng váng. Anh Tiêu, dừng tay đi. Vân Hà trận có tổng cộng 49 kết giới, ngay cả Bạch Khởi cũng không thể phá nổi. Trần Nguyệt Nhi vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nếu Tiêu Chính Văn cố gắng xông vào Vân Hà trận để truy đuổi đám người Joseph thì đồng nghĩa với việc sẽ đắc tội với Huyền Thiên Đạo Cung. Hơn nữa, Trần Nguyệt Nhi cũng không tin có người vượt qua được 49 kết giới. Cho dù là Tiêu Chính Văn thì cũng chỉ có thể nhìn đám người Joseph trốn thoát mà thôi. Lẽ nào anh ta muốn tấn công Vân Hà trận? Vân Hà trận đâu phải là nơi mà ai cũng có thể xông nào. Đến lúc đó, chỉ cần không đạt được mục đích, thì sẽ vô cùng thê thảm. Năm đó Bạch Khởi cũng không thể phá vỡ 49 kết giới, lẽ nào anh ta thể ngang hàng với Bạch Khởi sao? Đám người nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ giễu cợt,
Vân Hà trận này mạnh tới mức nào chứ? Mỗi một kết giới đều như cả bầu trời. Nhưng trong mắt bọn họ, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao Tiêu Chính Văn cũng sinh ra ở giới thế tục, chẳng biết gì về Vân Hà trận, hành động hấp tấp cũng là điều đương nhiên. Khi Tiêu Chính Văn đến trước Vân Hà trận, khí tức nhanh chóng tỏa ra, đám người Joseph ở bên trong cũng cảm nhận được. Hừ, còn muốn đuổi vào Huyền Thiên Đạo Cung, cậu xứng sao? Hoda nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Hừ, không phải anh ta thật sự muốn phá vỡ Vân Hà trận, tiến vào Huyền Thiên Đạo Cung đấy chứ? Thật là ngây thơ, Lương Cảnh Long đứng từ xa nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn rồi châm chọc. Theo hắn thấy, Tiêu Chính Văn chỉ là một tên đần độn. Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám xông vào Vân Hà trận cả. Đây không phải là vì uy danh của Huyền Thiên Đạo Cung, ngược lại, bản thân Huyền Thiên Đạo Cung luôn hoan nghênh tất cả mọi người tiến vào trận pháp, nhưng Vân Hà trận lại vô cùng huyền diệu, một khi bị mắc kẹt trong đó thì chỉ có một con đường chết. Đừng nói Tiêu Chính Văn chỉ là nhân vương, cho dù là cường giả nhân hoàng thì cũng không thể dễ dàng đến Huyền Thiên Đạo Cung gây phiền phức. Tiêu Chính Văn, tôi khuyên anh nên biết điều một chút. Bây giờ anh đã đắc tội với Joseph và Hoda, hơn nữa còn sỉ nhục họ ở trước mặt mọi người. Nếu anh còn cố tấn công Vân Hà trận, sẽ càng thêm đắc tội với Huyền Thiên Đạo Cung. Nếu anh còn làm loạn thì sẽ thành trò cười đấy. Hàn Hương Nhi nhìn Tiêu Chính Văn nhếch mép chế nhạo. Anh Tiêu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chuyện ngày hôm nay tạm gác lại đi. Trần Nguyệt Nhi cũng lên tiếng nhắc nhở. Không phải cô ta xem thường hay cười nhạo Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Chính Văn thật sự đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giết ba người kia. Đối với Tiêu Chính Văn bây giờ, xông vào Vân Hà trận chắc chắn không phải là chiến lược tốt nhất. Cho dù Tiêu Chính Văn tài giỏi, thật sự xông qua Vân Hà trận, phá vỡ 7749 kết giới thì chắc chắn cũng sẽ cạn kiệt sức lực. Đến lúc đó, nếu đám người Joseph đột nhiên tấn công thì Tiêu Chính Văn sẽ rơi vào nguy hiểm. Tiêu Chính Văn quay lại nhìn Trần Nguyệt Nhi, không trả lời cô ta, mà đi về phía Vân Hà trận. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ, chẳng lẽ Tiêu Chính Văn thật muốn xông vào Vân Hà trận sao? Tên nhãi đó điên rồi sao? Thật sự muốn xông vào Vân Hà trận? Khổng Thiên Tường nói với vẻ mặt kinh ngạc. Hừ, tôi nghĩ anh ta chỉ giả vờ vậy thôi. Trừ phi anh ta là tên đần độn, nếu không anh ta sẽ không xông vào đâu. Hàn Hương Nhi chế nhạo. Cho dù phá vỡ được kết giới thì anh ta cũng sẽ cạn kiệt sức lực. Lúc đó sẽ là thời cơ tốt nhất để chúng ta tấn công anh ta. Lương Cảnh Long nheo mắt nói. Tiêu Chính Văn, cậu không dám đánh vào thật đâu nhỉ. Ha ha ha, thật nực cười. Tôi thật sự muốn xem một người không biết tự lượng sức mình như cậu có thể hung hăng được bao lâu. Tôi sẽ đứng đây đợi, chỉ cần cậu có thể tiến vào Vân Hà trận, tôi sẽ quỳ gối dập đầu tạ lỗi với cậu. Thế nào, cậu không dám sao? Joseph nhìn thấy khí tức của Tiêu Chính Văn không ngừng tăng lên, liền tỏ vẻ khí thế, đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, nhếch mép khiêu khích. Bản thân Joseph là người của Huyền Thiên Đạo Cung, hắn hiểu rõ hơn ai hết, từ xưa đến nay. Chỉ cần chưa đạt tới đế cảnh, không ai có thể đột phá Vân Hà trận để tiến vào Huyền Thiên Đạo Cung. Dù sao Bạch Khởi năm đó cũng không thể xuyên thủng Vân Hà trận này trước cổng Huyền Thiên Đạo Cung. Chẳng lẽ một Tiêu Chính Văn lại có thể so sánh được với chiến thần Bạch Khởi sao? Thật là một chuyện nực cười. Lúc này, Tiêu Chính Văn thờ ơ nhìn Joseph và những người khác trong Vân Hà trận, mà không nói một lời. Thế nhưng toàn thân anh đang được bao bọc bởi một luồng khí tức màu tím nhạt. Hơn nữa luồng khí tức này vẫn đang không ngừng bốc lên. Đối với những lời bàn tán của mọi người xung quanh, Tiêu Chính Văn vốn để ngoài tai. Hắn sẽ không đánh vào thật đấy chứ? Trương Lăng Phong ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đông Phương Tuyết Ngưng nghiến chặt răng bạc, toát mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn. Tình hình không thể rõ ràng hơn được nữa, Tiêu Chính Văn đang tích lũy năng lượng. Cho dù anh ấy có tim rồng bổ trợ, nhưng dù sao cảnh giới bảy bố ở kia, cảnh giới nhân vương vốn không thể đột phá 49 kết giới được. Đây là sự thật không thể chối cãi. Khổng Thiên Tường nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói. Khổng Thiên Tường biết rõ huyết mạch long tộc mạnh đến mức nào, suy cho cùng hắn mới là người giấu mình sâu nhất. Tuy nhiên, cho dù hắn được nhà họ Khổng chú trọng huấn luyện từ nhỏ, nhưng hắn cũng chỉ xuyên qua được 21 kết giới mà thôi. Tiêu Chính Văn thì có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu chứ? Ngược lại,
Rất nhiều người ở Âu Lục bắt đầu trở nên tò mò, họ cũng muốn biết liệu Tiêu Chính Văn có thể tạo ra kỳ tích hay không. Dù sao thì Khổng Thiên Tường đã xuyên qua được kết giới thứ 21 rồi, cho dù Tiêu Chính Văn không thể xuyên qua được 49 kết giới thì bọn họ vẫn muốn biết, so với Khổng Thiên Tường thì rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Đặc biệt là trước đó, Đông Phương Tuyết Ngưng đã nói rằng Tiêu Chính Văn nhất định mạnh hơn Khổng Thiên Tường rất nhiều. Chỉ dựa vào cậu, dù có tích lũy năng lượng thế nào cũng không thể phá vỡ 49 kết giới, đừng lãng phí sức lực nữa. Hồ Đa đứng phía sau Vân Hà Trận, nói một cách chế nhạo. Ông ta vừa dứt lời, đột nhiên, ba con rồng khổng lồ bên cạnh Tiêu Chính Văn và con rồng màu tím cùng bay lên trời. Bốn con rồng không ngừng bay lên cao, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, chúng dần dần hòa vào làm một thể. Gừ, một con rồng khổng lồ sặc sỡ với chiều dài hàng nghìn mét lao xuống từ 9 tầng mây. Ầm, rồng hừng hực khí thế, mỗi nơi lướt qua. Dễ như trở bàn tay, chỉ một hơi thở đã phá vỡ 28 tầng kết giới. Sau đó, sau khi tiến về phía trước phá vỡ liên tiếp 2 tầng kết giới, nó dường như đã gặp phải một chướng ngại vật. Thân rồng to lớn, bị kết giới chặn lại phía ngoài, dáng vẻ dường như đã kiệt sức. Nhìn thấy cảnh này, Joseph không nhịn được cười, nói tiểu bối, thế nào hả? Cậu thật sự cho rằng mình là mệnh trời đã được định sẵn, không gì không thể sao? Chúng ta đứng ở đây chờ cậu tới giết, cậu đến đi chứ. Nói xong, Joseph và những người khác lại cười nghiêng ngả. Dù vậy, những người xung quanh vẫn thốt ra những tiếng cảm thán. Tiêu Chính Văn đã phá ngay 30 tầng kết giới bằng một đòn, điều này quả thực khiến người ta không thể tin được. 30 tầng, lúc này, Khổng Thiên Tường nắm chặt tay với vẻ mặt vô cùng u ám, trong mắt hiện lên ngọn lửa ghen tị. Hắn đã cố gắng hết sức mới chỉ đạt được 21 tầng kết giới mà thôi. Thế mà Tiêu Chính Văn vừa giơ tay lên đã xuyên thủng 30 tầng kết giới rồi ư. Điều này có nghĩa là gì? Tiêu Chính Văn không chỉ bóp nát hắn về thực lực, mà đến năng lực lĩnh ngộ cũng đè được đầu hắn. Bên phía Âu Lục cũng có không ít người liếc nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cho dù Tiêu Chính Văn có dừng lại ở đây cũng đủ chấn động thiên hạ. Đừng nói đến những người này. Ngay cả những cường giả thời cổ đại, ở tuổi của Tiêu Chính Văn, cũng tuyệt đối không thể tạo ra thành tích kinh thiên động địa như Tiêu Chính Văn. So với Tiêu Chính Văn, Bạch Khởi năm đó chẳng qua cũng chỉ như vậy, căn bản không phải là thiên tài gì. Vào lúc này, ngay cả Hàn Hương Nhi, người luôn chế nhạo Tiêu Chính Văn, cũng bị hiện thực làm cho cứng họng. Cô ta vẫn luôn cười nhạo người của thời đại này, luôn miệng nói người thời đại này yếu đuối như thế nào. Kết quả là Tiêu Chính Văn chỉ vừa giơ tay đã đánh xuyên 30 kết giới. Mà cô ta đã dùng hết toàn lực cũng chỉ đánh xuyên được mười mấy tầng mà thôi. Một trời một vực, chuyện này thật là nực cười, giống như một kẻ ăn xin chỉ vào một tỷ phú giàu có rồi cười nhạo đối phương là một kẻ ăn mày. Chả trách Tiêu Chính Văn có thể áp đảo toàn bộ Âu Lục chỉ với sức mạnh của một người. Quả thực là một đối thủ đáng sợ, ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc. Đột nhiên một tiếng rồng gầm khác vang lên thấu tận 9 tầng mây. Hừ, con rồng khổng lồ kia lại ngóc đầu lên, trong giây tiếp theo, chỉ thấy con rồng khổng lồ lại lao xuống lần nữa. Giờ phút này, đừng nói tới người bên phía Âu Lục, ngay cả người bên phía Hoa Quốc cũng đều bị dọa đứng yên tại chỗ. Đặc biệt là Khổng Thiên Tường, miệng há hốc đến mức có thể nhét được một quả trứng gà vào trong. Thế mà Tiêu Chính Văn vẫn còn sức lực dồi dào. Hơn nữa sức mạnh không hề suy yếu đi. Chuyện này tuyệt đối không thể nào, nhân vương cấp 5 tuyệt đối không thể vẫn còn sức lực dồi dào sau khi xuyên qua 30 kết giới được. Khổng Thiên Tường hét lên như kẻ điên. Lại một kết giới khác bị xuyên thủng, ngay sau đó, con rồng khổng lồ kia đã lao thẳng vào Vân Hà Trận một cách dễ dàng. Trong nháy mắt, một đòn của Tiêu Chính Văn đã trực tiếp xuyên thủng 49 tầng kết giới. Hơn nữa, sức mạnh của con rồng khổng lồ kia vẫn không suy giảm, ngay khi nó phá vỡ chướng ngại Vân Hà Trận thì đồng thời cũng lao thẳng đến tấn công đám người Joseph. Một âm thanh lớn khác truyền đến, đám người Joseph còn chưa kịp hoàn hồn lại sau sự kinh hãi thì đã bị con rồng khổng lồ đâm thẳng vào người, thân hình bay ra ngoài như diều bị đứt dây. Trong nháy mắt, lại có thêm một tiếng động lớn truyền đến, chỉ nhìn thấy ngọn núi nhỏ nơi Huyền Thiên Đạo Cung đã bị san bằng một góc. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn bước ra ngoài, xuyên thẳng qua Vân Hà Trận,
đi thẳng tới trước cửa núi của Huyền Thiên Đạo Cung. Vào lúc này, Joseph và Hoda đã bị thương nặng, ngã trong vũng máu, thoi thóp yếu ớt. Chỉ có kỵ sĩ Thánh Điện tránh được đòn chí mạng của Tiêu Chính Văn trong chớp mắt, miễn cưỡng giữ được tính mạng. Nhìn Joseph và Hoda đang hấp hối, vào lúc này kỵ sĩ Thánh Điện gần như tuyệt vọng. Ông ta tin chắc rằng phán đoán của mình sẽ không bao giờ sai, một người bình thường không có bối cảnh lai lịch, làm sao có thể đánh thủng Vân Hà trận chỉ bằng một đòn ở độ tuổi như Tiêu Chính Văn. E rằng bản thân dù có chết trong tay Tiêu Chính Văn, cũng chỉ là mất mạng vô ích. Cánh tay đang cầm kiếm thánh màu vàng của ông ta không ngừng run rẩy, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, ông ta muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng đáng tiếc, Tiêu Chính Văn sẽ không cho ông ta cơ hội cầu xin thương xót. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn tiến lên một bước, giơ tay đánh xuống một đòn. Vốn dĩ, kỵ sĩ Thánh Điện đã bị thương rất nặng, sao có thể chịu được đòn này của Tiêu Chính Văn chứ? Ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, bị cú đánh này của Tiêu Chính Văn đánh tan thành xương máu. Không phải các ông nói là để tôi vào giết các ông sao? Bây giờ tôi đến rồi. Tiêu Chính Văn quay người lại, nhìn về phía Joseph và Hoda. Cậu không, không thể. Giết bọn tôi, cậu cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Huyền Thiên Đạo, Đạo Cung sẽ báo thù cho bọn tôi. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó giơ tay đánh ra một đòn, trong nháy mắt cả Joseph và Hoda cũng biến thành xương máu. Hả? Trong chính điện của Huyền Thiên Đạo Cung, một ông lão áo trắng nhắm chặt hai mắt, lông mày hơi cau lại. Dường như chỉ cần ông ta mở mắt ra, đã có thể hủy diệt thế giới này vậy. Giờ phút này, sau khi giết chết ba người, Tiêu Chính Văn cũng lập tức thu lại khí tức, tất cả đều yên bình trở lại. Lông mày của ông lão áo trắng kia cũng dần dần giãn ra, từ đầu tới cuối vẫn không hề mở mắt. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa núi Huyền Thiên Đạo Cung, hàng nghìn người đều im lặng như tờ. Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Tiêu Chính Văn không chỉ xuyên thủng 49 tầng kết giới, mà còn giết chết Joseph và Hoda ngay trước cửa núi của Huyền Thiên Đạo Cung. Đây vẫn không phải là điểm mấu chốt, Tiêu Chính Văn vậy mà đến cả một cọng tóc cũng không bị thương. Điều này không chỉ phá vỡ kỷ lục do Bạch Khởi lập ra từ thời cổ đại, mà còn phá vỡ triệt để sự kiêu ngạo và cảm giác vượt trội trong lòng tất cả mọi người có mặt tại đây. Đây là trình độ mà cả đời này bọn họ cũng không thể đạt tới. Bọn họ là thế tử, là tương lai và niềm hy vọng của các gia tộc lớn vùng ngoài lãnh thổ, bọn họ có xuất thân cao quý, tài nguyên họ có được trong đời, Tiêu Chính Văn ở thế tục còn lâu mới có thể so sánh được. Nhưng, trước mặt Tiêu Chính Văn, bọn họ lại trở nên nhỏ bé và thấp kém như vậy. Chuyện này không thể. Khổng Thiên Tường hừ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lên bầu trời với sự phẫn uất không gì sánh được, gào đến đứt hơi khàn tiếng. Bất luận bạn có bối cảnh như thế nào, bất luận có thân phận cao quý tới đâu thì ở trước mặt Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể như vật làm nền, gần như khiến cho Khổng Thiên Tường tới bờ vực sụp đổ. Tiêu Chính Văn chỉ tùy ý tung ra một đòn, sau khi xuyên thủng 49 tầng kết giới còn đánh cho hai người Joseph và Hoda bị trọng thương, chuyện này rõ ràng quá đáng sợ. Thậm chí còn vượt khỏi phạm vi nhận biết của Khổng Thiên Tường. Đặc biệt là câu nói mà Đông Phương Tuyết Ngưng đã nói trước khi Tiêu Chính Văn tới, lúc này lại càng không ngừng vang vọng bên tai Khổng Thiên Tường. Câu nói đó giống như một mũi đâm sắc nhọn cắm sâu vào trong tâm tưởng yếu ớt của Khổng Thiên Tường. Đừng nói là Khổng Thiên Tường nhất thời chẳng thể tiếp nhận được sự thật trước mắt, ngay cả trên mặt Trần Nguyệt Nhi cũng nở một nụ cười khổ. Vừa mới ban nãy, cô ta vẫn còn khuyên Tiêu Chính Văn. Thậm chí ngay cả cô ta cũng hoài nghi Tiêu Chính Văn căn bản chẳng thể có thực lực mạnh tới vậy, thế nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Chính Văn chỉ tùy ý tung ra một đòn, không chỉ xuyên qua 49 tầng kết giới mà còn khiến cho mấy người Joseph hóa thành bụi máu. Hơn nữa hành vi của Tiêu Chính Văn càng thêm chứng thực cho câu nói lúc ban đầu kia của anh chưa từng bận tâm tới Huyền Thiên Đạo Cung, với thực lực của anh thì quả thực có tư cách xem thường Huyền Thiên Đạo Cung. Chứ không phải Huyền Thiên Đạo Cung khinh thường anh. Nếu như ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không có tư cách được Huyền Thiên Đạo Cung lựa chọn, vậy thì tất cả những người đang có mặt e rằng đều không có tư cách bước vào Huyền Thiên Đạo Cung. Dù là những nhân vật như sát thần Bạch Khởi và Hạng Vương, so với Tiêu Chính Văn thì vẫn còn kém xa nhiều lắm. Thậm chí có thể nói từ xa xưa tới nay, ở độ tuổi giống như Tiêu Chính Văn, chưa nói tới người có thể so bì, dù là người có thể đứng sau ngước nhìn anh cũng không có nốt.
kỷ lục mà mấy người Bạch Khởi lập ra, ở trước mắt Tiêu Chính Văn rõ ràng chỉ là một trò cười không hơn không kém mà thôi. Khoảnh khắc này, một luồng khí tức vô cùng khủng bố lao thẳng lên trời từ phía của Âu Lục. Cùng lúc này, giống như cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ đó, ngay cả Chu Trấn Long cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lẽ nào, là người của Ngọc Khuyết Cung ra tay sao? Chu Trấn Long nhíu chặt chân mày, ánh mắt u ám nhìn về phía Âu Lục. Mà lúc này, Lý Chính Đạo cũng đặt tách trà trong tay xuống, đứng dậy với biểu cảm vô cùng khó coi. Thiếu chủ, nếu như tôi đoán không nhầm thì có lẽ là thiếu cung chủ Tư Mã Minh Húc của Ngọc Khuyết Cung. Ông lão đứng bên cạnh Lý Chính Đạo trầm giọng nói. Lần này, ngay cả hộ vệ số 1 của nhà họ Lý đi theo bên cạnh Lý Chính Đạo cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, không khó để tưởng tượng rốt cuộc thì đối phương đáng sợ tới độ nào. Mặc dù nói Tư Mã Minh Húc cũng ở trong thế hệ trẻ tuổi, thế nhưng chiến lực của người này có thể nói là đẳng cấp thực thụ trong lớp thanh niên. Tư Mã Thị lập nghiệp từ thời Hán, sau đó thành lập được Đại Tấn, hơn nữa cao thủ bên trong gia tộc lại rất nhiều. Tư Mã Minh Húc chính là người được Ngọc Khuyết Cung, một trong số những thế lực lớn thần bí nhất của vùng ngoài lãnh thổ, xem trọng, được cung chủ của Ngọc Khuyết Cung thu nhận làm đại đệ tử quan môn. Trong vòng 100 năm, Tư Mã Minh Húc liên tiếp đột phá lên cảnh giới thiên vương, thiên thần rồi nhân vương, có thể nói rằng hắn lại là một truyền thuyết của vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí có người từng dự đoán, chỉ cần có thêm thời gian, Tư Mã Minh Húc nhất định sẽ trở thành nhân vật số 1 của vùng ngoài lãnh thổ. Không quá lời khi nói thanh danh của hắn cũng chẳng thua kém gì so với thanh danh của Tiêu Chính Văn ở trong thế tục. Hơn nữa, thực lực của người này, cho tới bây giờ vẫn là một ẩn số, căn bản chẳng có ai biết Tư Mã Minh Húc của bây giờ đã đạt tới cảnh giới gì, càng chưa có ai thấy được hắn đích thân ra tay. Chỉ là có một lần, một thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đắc tội với Tư Mã Minh Húc, thế lực lớn đó vốn chưa từng coi một thanh niên trẻ tuổi giống như Tư Mã Minh Húc ra gì. Thế nhưng Tư Mã Minh Húc chỉ ra hiệu bằng ánh mắt cho thư đồng đứng bên cạnh mình, thư đồng đó liền tự tay giết chết một cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5. Từ một đại diện có thể nhìn thấy hết tất cả, một thư đồng nhỏ bé cũng có thực lực khủng bố tới vậy, huống hồ là bản thân Tư Mã Minh Húc. Thậm chí có không ít người tài sau khi gặp Tư Mã Minh Húc đều có những đánh giá rất cao về hắn, trong đó không ít người cho rằng nếu như hắn sinh ra sớm hơn thì trên thế giới này e rằng sẽ không có những nhân vật như Bạch Khởi và Hạng Vũ. Từ đó có thể thấy, Tư Mã Minh Húc có địa vị như thế nào ở vùng ngoài lãnh thổ. Người này vẫn luôn là một ẩn số, nghe nói năm đó anh ta chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân đã tiêu diệt được thế lực lớn của cả một phương. Lý Chính Đạo thở dài. Mặc dù cùng là thế tử, thế nhưng mỗi lần Lý Chính Đạo nhắc tới Tư Mã Minh Húc thì đều mang theo mấy phần tôn kính. Dù gì trong thế hệ trẻ tuổi thì Tư Mã Minh Húc đã coi như một vị vua không cần vương miện rồi. Trong thế tục bây giờ căn bản không thể có người so bì được với hắn, càng chẳng thể đối chọi được. Có thể nói Tư Mã Minh Húc chỉ cần tới thế tục là có thể trấn áp thế gian, tung hoành ngang dọc. Không sai, thiên phú của anh ta quả thực kinh thiên động thế. Nếu như anh ta vẫn luôn ở ẩn tu luyện bên trong Ngọc Khuyết Cung, nói không chừng qua 100 năm nữa sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Thế nhưng đáng tiếc, chỉ cần đến thế tục thì đồng nghĩa với việc đã loạn đạo tâm, nói không chừng đời này cậu ta cũng chỉ có thể dừng bước ở đây thôi, ông lão nói xong thì lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Thế giới này trước nay không thiếu thiên tài, trong lịch sử thì có càng nhiều thiên tài nức tiếng, thiên phú của những người này tuyệt đối không hề kém hơn so với Tư Mã Minh Húc hay Tiêu Chính Văn. Thế nhưng sau cùng thì bọn họ cũng đều trở thành hạt bụi trong dòng chảy lịch sử. Chính bởi vì bọn họ đã quá tự tin, tham gia vào trong phân tranh của thế gian quá sớm, thiên phú có thể khiến cho một người đạt được thành tựu phi phàm với tốc độ hơn người, thế nhưng điều đó cần sự lắng đọng và ẩn nhẫn cùng với thời gian. Lúc này, bên trên Âu Lục đột nhiên xuất hiện vô số tường vân, bên trong tường vân cũng tự nhiên sản sinh ra một đóa hoa sen trắng tinh. Khoảnh khắc này, ngay cả Khổng Thiên Tường cũng kinh hãi tới đờ đẫn, cả đời này hắn chỉ mới chứng kiến cảnh tượng như thế này một lần, đó chính là vào lúc người của Ngọc Khuyết Cung xuất hiện, nhất định cũng sẽ xuất hiện hoa sen trắng. Lẽ nào là Tư Mã Minh Húc của Ngọc Khuyết Cung? Thế nhưng, không phải anh ta vẫn luôn bế quan tu luyện hay sao? Sao có thể tới một nơi như vậy của thế tục cơ chứ? Khổng Thiên Tường không dám tin nói. Còn không phải vì Tiêu Chính Văn đã quá ngông cuồng rồi hay sao? Người phụ nữ giống như Lục Tiểu Thiến không thể giết, một bên phía Lục Thanh Thành sẽ không bỏ qua cho hắn,
một bên Tư Mã Thị cũng sẽ không để cho hắn được yên. Tôi thậm chí còn nghe nói, Tư Mã Thị và Lục Thị đã âm thầm thương lượng chuyện liên hôn cụ thể giữa hai nhà rồi, thế nhưng thật không may, Tiêu Chính Văn lại phá hỏng cơ hội liên hôn giữa hai nhà. Hàn Hương Nhi cười lạnh lùng nói. Tư Mã Minh Húc đích thân tới, Tiêu Chính Văn đương nhiên chỉ còn đường chết. Mặc dù biểu hiện ban nãy của Tiêu Chính Văn đủ gây kinh hãi, thế nhưng dẫu sao anh cũng chỉ là người đứng số một trong thế tục, sao có thể so bì với lớp thanh niên kiệt xuất của những gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ cơ chứ? Huống hồ Tư Mã Minh Húc cũng có bối cảnh hoàng tộc, ngay tới nhà họ Chu muốn ra mặt giúp đỡ Tiêu Chính Văn thì cũng phải suy tính rất lâu. Trong lúc nói chuyện, đóa hoa sen trắng đó đã từ xa tiến lại gần, bay nhanh về phía của Huyền Thiên Đạo Cung. Sấm, Tư Mã Minh Húc ngạo nghễ đứng trên đóa sen trắng đó, giơ tay chỉ lên bầu trời, một giây sau, một tiếng vang kinh thiên truyền tới. Bên dưới bầu trời vạn dặm đột nhiên có một tia sét thô như thân cây giáng xuống, xuyên qua cả Âu Lục. Ngay sau đó, trời đất một phương nhất thời mây đen ùn ùn kéo tới, gió cũng nổi lên điên cuồng. Chỉ một câu nói đã có thể rúng động cả thiên lôi, điều này đối với những người khác mà nói rõ ràng chính là chuyện không có khả năng. Tiêu Chính Văn cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Âu Lục, sau đó nhíu mày rất chặt, sau lưng Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện một gợn sóng, một giây sau, Tiêu Chính Văn đã biến mất tăm ngay trước mắt mọi người. Mọi người đang có mặt đều ngơ ngác, vào khoảnh khắc mà mọi người vẫn đang kinh ngạc, Khổng Thiên Tường đột nhiên hít sâu, nói, lẽ nào Tiêu Chính Văn cả gan dám chủ động ứng chiến với Tư Mã Minh Húc? Suy đoán này của hắn rất nhanh đã khơi gợi hứng thú của mọi người. Nếu như nói Tiêu Chính Văn chiến đấu với Tư Mã Minh Húc, vậy thì đó nhất định sẽ là một trận đại chiến kinh thiên trước nay chưa từng có. Cả đời này có lẽ bọn họ cũng chẳng có cơ hội để được chứng kiến lần thứ hai. Mau, đi về phía Âu Lục, Tiêu Chính Văn sẽ không muốn khiêu chiến với Tư Mã Minh Húc thật đấy chứ. E rằng việc đánh hay là không cũng không phải chuyện mà Tiêu Chính Văn có thể quyết định được, Tư Mã Minh Húc gióng trống khua chiêng giết tới đây nhất định là có nguyên do. Cả đám thế tử vừa bàn tán không ngừng vừa tiến về phía Âu Lục. Khổng Thiên Tường và Hàn Hương Nhi đưa mắt nhìn nhau, cũng dẫn theo một tốp thế tử Hoa Quốc đi ra ngoài, thế nhưng vừa mới đi được một nửa thì Khổng Thiên Tường đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đờ đẫn. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời Âu Lục đều bị bao phủ trong mây giông. Lúc này, một số cường giả từ vùng ngoài lãnh thổ vừa trở về Âu Lục đã không chịu đựng được nữa. Đầu tiên, Tiêu Chính Văn đã tước đoạt tuổi thọ của tất cả mọi người Âu Lục, sau đó cơn mưa lửa lại đổ xuống. Bây giờ lại có người kéo theo mây giông đến để giết họ, điều này cho thấy Âu Lục như con cá mắc lưới chờ người ta nhấm nháp. Mặc dù Âu Lục luôn bị Tiêu Chính Văn chà đạp suốt thời gian qua, nhưng Âu Lục lẽ nào không cần tôn nghiêm nữa sao? Dù sao Âu Lục và Mỹ Lục cũng đã hợp tác để thống trị thế giới trong hàng trăm năm qua. Bây giờ cho dù có sa sút đến đâu thì cũng không thể để người ta bắt nạt. Lẽ nào Hoa Quốc các người thật sự cho rằng Âu Lục chúng tôi không còn ai rồi sao? Lúc này, một ông lão mặc áo trắng, đầu đội mũ đỏ, bay lên không trung, chặn đường Tư Mã Minh Húc. Ông dám chắn đường tôi? Ông không biết tôi là ai sao? Tư Mã Minh Húc nhìn ông lão đột nhiên chắn trước mặt mình, lạnh lùng hỏi. Đừng nói là ở giới thế tục, ngay cả ở vùng ngoài lãnh thổ, số người dám chắn đường hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù cậu là ai thì cũng không thể coi thường Âu Lục chúng tôi. Ông lão khí thế nói với Tư Mã Minh Húc. Tư Mã Minh Húc lạnh lùng nhìn đối phương, cười khinh thường, Âu Lục. Chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Trong mắt Ngọc Khuyết Cung chúng tôi, đừng nói là thể diện của các người, ngay cả tính của các người cũng không bằng con kiến. Nói xong, Tư Mã Minh Húc thản nhiên chỉ tay. Một luồng ánh sáng vàng phóng ra. Chỉ là giữa ánh điện đá lửa, luồng ánh sáng vàng kia bao trùm lấy ông lão. Ông lão bị ánh sáng vào bao vây liền đau khổ giãy giụa, Tư Mã Minh Húc lạnh lùng nói, loại không bằng chó lợn mà cũng dám hỗn láo trước mặt tôi. Nhớ cho kỹ, cho dù ông là vua của Âu Lục thì cũng chỉ có thể quỳ dưới chân tộc Tư Mã mà thôi. Kẻ nào dám chống cự, giết không tha. Hắn vừa nói xong, ánh sáng vàng đột nhiên tỏa ra, trở nên cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt, ông lão đã biến thành tro bụi. Lúc này, tất cả mọi người bên dưới Âu Lục đều sững sờ. Không chỉ thực lực của Tư Mã Minh Húc khiến mọi người Âu Lục kinh sợ, mà còn vì những lời nói của hắn. Ngay cả vua của Âu Lục cũng phải quỳ dưới chân tộc Tư Mã.
Lời này dường như nhắc nhở người Âu Lục về lịch sử đen tối không thể xóa nhòa đã có từ ngàn năm trước. Chưa nói đến phương Đông Hoa Quốc cổ đại, ngay cả người Hung Nô bị Hoa Quốc xua đuổi như châu bò, cũng có thể chạy loạn trên lục địa Âu Lục. Từ trước đến nay, họ chỉ xứng đáng là người hầu của người dân Hoa Quốc, chỉ là người hầu mà thôi. Mãi cho đến trăm năm từ thời cận đại, bọn họ mới rửa sạch nỗi nhục nhã, chính bởi vì chịu đựng ngàn năm, cho nên trong lòng họ mới sinh ra cảm giác ưu việt không bình thường. Nhưng cảm giác ưu việt mà bọn họ đã chống đỡ bằng vô số lời nói dối trong gần trăm năm qua đã bị một câu nói của Tư Mã Minh Húc chà đạp tan nát. Lúc này, dường như cả thế giới đều yên lặng. Cũng chính vào lúc này, tất cả cường giả vùng ngoài lãnh thổ vừa trở về đều đồng loạt nhìn lên bầu trời Hoa Quốc. Một vị cao thủ nhân vương cấp 5 cứ như vậy tan biến thành cho bụi, chết cũng không bằng một con chó. Còn Tư Mã Minh Húc giống như giẫm chết một con kiến, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn đến ông lão. Hắn còn điên cuồng hơn Tiêu Chính Văn, một vị thế tử Âu Lục nghiến răng nói. Bởi vì người bị giết là một vị chủ giáo có quan hệ tốt với gia tộc bọn họ, ông ta cực kỳ nổi tiếng trong các thế gia Âu Lục ở vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí còn được các gia tộc Âu Lục tôn vinh làm thượng khách. Ngông cuồng, hừ, thật kém hiểu biết, người ta xuất thân từ gia tộc Tư Mã, cho dù các người là giáo chủ lớn ở vùng ngoài lãnh thổ thì cũng không đủ tư cách bắt tay hắn, chỉ có thể quỳ xuống liếm đế giày thôi. Một vị thế tử Hoa Quốc chế nhạo, liếc nhìn vị thế tử đến từ Âu Lục kia như một tên nhà quê. Quả nhiên, người tộc Tư Mã vẫn ngông cuồng như vậy. Cho dù đến tận hôm nay, người của Âu Lục vẫn thấp kém một con chó trong mắt họ. Khổng Thiên Tường nhìn ánh sáng vàng phía xa, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Thực ra, trước thời Thiên Đường, tất cả hoàng tộc Hoa Quốc đều có địa vị trung lập ở vùng ngoài lãnh thổ, bọn họ chỉ coi các thế lực ở Âu Lục là kẻ thấp kém mà thôi. Trong các thế lực cổ xưa, người Âu Lục chỉ có thể đóng vai trò như nô lệ và bia đỡ đạn. Hàn Hương Nhi và Lương Cảnh Long đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh hoàng. Thay cả ở cấp độ như bọn họ cũng không bao giờ nghĩ rằng thế lực lớn của Hoa Quốc lại độc đoán đến vậy, gần như không coi cường giả Âu Lục và Mỹ Lục như con người. Hơn nữa, thực lực của đối phương thật đáng sợ, chỉ tùy ý phất tay cũng đã có thể giết chết một cường giả. Điều này vượt qua sự hiểu biết của bọn họ. Ông lão kia là cường giả nhân vương cấp 5 đỉnh phong, nếu Tư Mã Minh Húc muốn giết bọn họ thì chẳng phải thì cần liếc nhìn một cái cũng có thể biến bọn họ thành cho tàn rồi sao? Tiêu Chính Văn, Tư Mã Minh Húc kiêu ngạo đứng trên không trung, dẫm lên tầng mây, tầng tầng lớp lớp tia chớp, đan xen vào trong hư không, uy lực vô song. Giờ phút này, Tư Mã Minh Húc giống như một vị thiên đế giáng thế, vô cùng uy nghiêm. Như một vị phán quan nắm trong tay sinh mệnh của người khác. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn cũng chậm rãi bước tới trước mặt Tư Mã Minh Húc. Người đứng đầu thế hệ trẻ ở vùng ngoài lãnh thổ đối đầu với người đứng đầu ở giới thế tục, bất kể kết quả như thế nào, đây cũng sẽ là một trận chiến có một không hai. Lúc này, một vị thế tử phi lục trong đám người thì thào nói. Khác với đám thế tử nhà họ Khổng, thế tử tộc Tư Mã đều có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa thực lực và địa vị của bọn họ đều được các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ công nhận. Trận chiến này có lẽ sẽ được ghi vào sử sách. Từ 800 năm trước, Tư Mã Viêm đã hạ chỉ, tộc Tư Mã rút khỏi cuộc tranh chấp ở vùng ngoài lãnh thổ, người của gia tộc Tư Mã đã không tham gia hàng trăm năm rồi. Vài vị cường giả Mỹ Lục dở dài nói. Sau khi quan sát đánh giá Tiêu Chính Văn một lượt, Tư Mã Minh Húc lạnh lùng nói, ngày chết của mày đến rồi. Mày ngàn vạn lần không nên giết chết người tao yêu. Tiêu Chính Văn chỉ hờ hững nói, ngày chết, tao thấy chưa chắc đâu. Mày quả thực mạnh hơn nhiều so với bọn họ, nhưng quá tự đắc. Tiêu Chính Văn biết người trước mặt không đơn giản, hơn nữa hắn còn là đối thủ có khả năng giác ngộ và năng lực mạnh nhất trong những đối thủ anh từng gặp. Với thực lực mà Tư Mã Minh Húc đã thể hiện, có thể thấy, hắn đã đạt đến mức đỉnh phong của chân khí, nếu cho hắn thêm một chút thời gian nữa. Hắn sẽ có thể giác ngộ đến tầng một nguyên khí. Nhưng đáng tiếc, người hắn gặp lại là Tiêu Chính Văn. Thực ra cũng chỉ có người như Tư Mã Minh Húc mới có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Chính Văn, mới được coi là đối thủ thực sự. Mạnh miệng đấy, chỉ là không biết thực lực của mày có chống đỡ được sự kiêu ngạo của mày hay không. Tư Mã Minh Húc chế nhạo. Hắn từng là thiên tài được cung chủ của Ngọc Khuyết Cung thừa nhận. Thậm chí ngay cả nhà họ Lưu và nhà họ Tào cũng đã đích thân mời hắn uống trà.
Ngay cả tộc Vạn Cổ Doanh cũng có người đánh giá cao về hắn. Hắn thậm chí còn được sát thần như Bạch Khởi gọi là người nổi bật trong thế hệ trẻ nghìn năm nay. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại dám kinh thường hắn như vậy. Nếu cho mày thêm 100 năm nữa, có lẽ mày vẫn có khả năng ngang hàng với tao. Nhưng thật đáng tiếc, mày đã không còn thời gian nữa rồi, Tư Mã Minh Húc kiêu ngạo nói. Thực ra, Tư Mã Minh Húc đã điều tra về chi tiết về Tiêu Chính Văn, cho nên cũng nắm bắt tất cả mọi chuyện về Tiêu Chính Văn. Mày có thể có được ngày hôm nay, phần lớn là vì họ Tiêu của mày, nhà họ Tiêu của mày cũng được kế thừa từ gia tộc họ Tiêu lớn, nhưng kế thừa không đại diện cho tất cả. Người như mày càng không hiểu rằng thời gian quý quá đến mức nào. Tiêu Chính Văn nghe vậy chỉ nhếch mép cười, trong lòng cảm thấy gợn sóng. Tuy Tư Mã Minh Húc không nói rõ ràng, nhưng hiển nhiên, hắn cũng biết bí mật nhà họ Tiêu, càng biết rõ sự tồn tại của Thiên Sơn Thư Lục. Cho dù mày là ai, chỉ cần mày khiêu khích tao thì nhất định phải chết. Vừa dứt lời, đám mây rông trên khắp bầu trời đột nhiên nổ ra tiếng sấm kinh thiên động địa. Vô số tia sét đan xen vào nhau thành một tấm lưới khổng lồ, bao quanh lấy trời đất nơi hai người họ đứng. Lẽ nào đây chính là đại trận lôi kiếp đã thất truyền từ thời Tấn? Ngay cả Khổng Thiên Tường cũng phải kinh ngạc. Sấm sét lần này hoàn toàn khác với sấm sét mà bọn họ từng thấy trước đây. Mỗi một tia sấm sét đều mang theo uy lực lớn mạnh, giống như lôi kiếp từ thời xa xưa. Có thể nói, đòn tấn công này đã là đòn tấn công nghiêm túc của Tư Mã Minh Húc. Thậm chí, trong giới thế tục ngày nay, không hề có ai có thể khiến hắn phải dùng đòn tấn công này. Ngay cả khi đối mặt với nhân vương cấp 5 vừa rồi, Tư Mã Minh Húc cũng chỉ tùy ý phất tay, cũng đã biến người đó thành tro bụi. Lúc này, đối mặt với Tiêu Chính Văn, hắn lại vô cùng nghiêm túc, điều này cũng cho thấy thực lực của Tiêu Chính Văn đáng sợ thế nào. Điều này cũng khiến Khổng Thiên Tường phải nhìn nhận lại khoảng cách giữa mình và Tiêu Chính Văn. Có lẽ, ngay cả tư cách đấu với Tiêu Chính Văn, hắn cũng không có. Dù sao một đòn của Tiêu Chính Văn cũng có thể xuyên thủng 7749 kết giới của Vân Hà Trận, chỉ riêng điều này cũng khiến mọi người nhận ra khoảng cách giữa mình và Tiêu Chính Văn rất lớn. Nhưng hành động Tư Mã Minh Húc lại khiến bọn họ hiểu được khoảng cách to lớn giữa Tư Mã Minh Húc và Tiêu Chính Văn. Tấm lưới sét từ trên trời rơi xuống, Tiêu Chính Văn cũng không khỏi nhíu mày. Có thể nói, Tư Mã Minh Húc cũng mang lại cảm giác áp chế mạnh mẽ cho Tiêu Chính Văn. Cùng lúc tấm lưới sét sắp rơi xuống, một con rồng vàng khổng lồ chợt bay lên. Xẹt, bùm, con rồng vàng lập tức hòa vào lưới sét. Lúc hai bên đang đan xen vào nhau, Tư Mã Minh Húc lại chỉ tay. Ánh sáng chói lọi tỏa ra, lúc này, dường như toàn bộ hư không đều bị tan chảy. Trên đầu Tiêu Chính Văn xuất hiện một chữ cực lớn. Chữ kiếp khổng lồ đè xuống. Như thể cả bầu trời sụp đổ, hướng về phía Tiêu Chính Văn. Chết đi, Tư Mã Minh Húc hung hăng nói, khí thế tỏa ra. Từng luồng sát khí tỏa ra trong không trung. Khi chữ kiếp tiếp tục nhấn xuống, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên nơi lồng ngực Tiêu Chính Văn. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ phóng ra, đánh một đòn mạnh mẽ lên chữ kiếp đang ép xuống. Nhưng cho dù thanh giáo dài liệt long màu đỏ đã xuyên thẳng qua chữ kiếp khổng lồ, thì chữ kiếp vẫn không hề suy giảm, nó vẫn áp sát vào đầu Tiêu Chính Văn với tốc độ cực nhanh. Hừ, Tiêu Chính Văn hơi sững sờ. Cũng thú vị đấy, ha ha ha, thế nào, thanh giáo dài liệt long của mày chẳng có tác dụng gì nhỉ? Đây là đại trận lôi kiếp, sao thanh giáo của mày có thể phá được? Tư Mã Minh Húc kiêu ngạo nói. Lôi kiếp thật ra là một loại sấm sét đặc biệt, loại sấm sét này có từ khi trời đất sinh ra. Đây cũng là lý do chính khiến trên đời này có nhiều sét đánh đến vậy. Loại thiên lôi này có thể sinh ra vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn linh hồn, căn bản là khác với sấm sét thông thường. Nó là sự dung hợp của cực âm và cực dương, vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Chính Văn nhếch mép cười, lập tức vung tay, con dao quân đội năm cạnh bay ra, nhưng lần này, mục tiêu của anh không phải là chữ kiếp nữa, mà là Tư Mã Minh Húc. Tao đoán được mày sẽ làm vậy từ sớm rồi. Tư Mã Minh Húc biết rất rõ tất cả các phương thức tấn công của Tiêu Chính Văn, vì vậy, khi nhìn thấy con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn bay tới, hắn không hề hoảng sợ. Thiên Giang Ánh Nguyệt, Tư Mã Minh Húc vừa dứt lời, sấm sét trên bầu trời dường như ngừng lại. Vô số sấm sét kết thành một mặt trăng tròn. Mặt trăng tròn này cực kỳ sáng ngời, trong chốc lát,
nó đã chiếu sáng toàn bộ Âu Lục như ban ngày. Còn con dao năm cạnh của Tiêu Chính Văn phóng vào mặt trăng tròn, chẳng khác gì trâu đất xuống biển, không còn tăm tích gì nữa. Tiêu Chính Văn, lẽ nào mày vẫn không rõ sự khác biệt giữa tao và mày giống như trăng sáng và đom đóm sao? Cho dù mày có ngàn vạn thủ đoạn thì cũng không thể làm gì tao đâu. Theo tao biết, mày vẫn còn một thanh kiếm Tần Vương, chắc đây cũng là thủ đoạn cứu mạng cuối cùng của mày, nếu còn không rút kiếm ra thì mày sẽ chết ngay đấy. Lúc này, tất cả mọi người đều ngước nhìn Tư Mã Minh Húc, ngay cả Khổng Thiên Tường cũng phải thừa nhận rằng Tư Mã Minh Húc quá mạnh mẽ, không hổ danh được gọi là cao thủ số một trong thế hệ trẻ ở vùng ngoài lãnh thổ. Đòn tấn công của Tiêu Chính Văn đáng sợ thế nào, kết cục của đám người Joseph đều là bằng chứng rõ nhất. Ngay cả ba vị cao thủ nhân vương cấp 6 đều không thể cảm được một đòn của Tiêu Chính Văn. Vậy mà lúc này, Tư Mã Minh Húc lại có thể dễ dàng giải quyết đòn tấn công của Tiêu Chính Văn. Có thể nói, con dao quân đội năm cạnh và thanh giáo dài liệt long màu đỏ đều là quân át chủ bài của Tiêu Chính Văn, kể cả khi đấu với ba người Joseph, Tiêu Chính Văn cũng chưa từng dùng thanh giáo dài liệt long màu đỏ. Điều này có nghĩa là một mình Tư Mã Minh Húc cũng đủ để giết ba người Joseph. Lúc này, Trần Nguyệt Nhi cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, lẽ nào Tiêu Chính Văn thật sự sẽ chết dưới tay Tư Mã Minh Húc như lời Hàn Hương Nhi nói sao? Với tình hình bây giờ, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, mỗi đòn tấn công của anh đều bị Tư Mã Minh Húc hóa giải dễ dàng, mà anh vẫn bị đại trận lôi kiếp ép chặt. Xem ra cũng chỉ có kiếm Tần Vương mới có thể cứu được Tiêu Chính Văn, Đông Phương Tuyết ngưng thở dài. Cho dù Tiêu Chính Văn thật sự sử dụng kiếm Tần Vương thì kết quả cũng sẽ không thay đổi gì lớn. Dù sao Tư Mã Minh Húc đã biết rõ quân bài của Tiêu Chính Văn, anh đã không còn sự chuẩn bị nào khác. Có thể nói, Tiêu Chính Văn bây giờ đã bị Tư Mã Minh Húc dồn vào chân tường, có thể chuyển bại thành thắng hay không vẫn chưa rõ. Hừ, cho dù Tiêu Chính Văn lấy kiếm Tần Vương ra thì đã sao chứ? Con át chủ bài của Tư Mã Minh Húc còn mạnh hơn thế rất nhiều. Chỉ cần tùy ý phất tay cũng có thể hóa giải công kích của kiếm Tần Vương. Khổng Thiên Tường chế nhạo như đang xem trò vui. Sở dĩ, kiếm Tần Vương có uy lực lớn mạnh như vậy, là bởi vì kiếm có phúc khí của đế vương. Nhưng trên người Tư Mã Minh Húc lại có vận khí đế vương tộc Tư Mã, hai người này có thể ngang bằng nhau. Tư Mã Minh Húc vẫn mạnh mẽ như khi đó, Lý Chính Đạo đứng từ xa quan sát, không khỏi thở dài. Mặc dù các vị thế tử khác không quan tâm đến kết quả của trận chiến này, nhưng Lý Chính Đạo thật sự không muốn nhìn thấy Tiêu Chính Văn thua. Tiêu Chính Văn chống cự được đến đây đã là tốt lắm rồi, nếu muốn ép Tư Mã Minh Húc dùng quân bài cuối cùng thì e là Tiêu Chính Văn vẫn chưa đủ tư cách. Một ông lão tóc bạc bên cạnh vuốt râu, trầm giọng nói. Quả thực, người có thể ép Tư Mã Minh Húc dùng đến quân bài cuối cùng vẫn chưa xuất hiện, Lý Chính Đạo nắm chặt tay, nói với vẻ mặt hơi sợ hãi. Cụ ta từng giao đấu với Tư Mã Minh Húc, nhưng may mắn thay, đó chỉ là trận đấu giao hữu giữa hai gia tộc. Nhưng trong khi đấu với Tư Mã Minh Húc, Lý Chính Đạo chỉ cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, cho dù cố gắng như thế nào thì cũng không thể phá vỡ tuyến phòng ngự của đối phương. Nói trắng ra, đối phương luôn chơi đùa với cụ ta như chơi với trẻ con. Hai, thật đáng tiếc, Tiêu Chính Văn rất có tài năng, cậu ta không nên đắc tội với Tư Mã Minh Húc. Ông lão tóc bạc thở dài nói, ở tuổi của Tiêu Chính Văn, có được thành tích như ngày hôm nay đã là cả một kỳ tích. Nhưng, Tiêu Chính Văn còn quá trẻ để tưởng tượng ra thế tử của hoàng tộc cổ như Tư Mã Minh Húc sẽ đáng sợ đến mức nào. Nếu Tiêu Chính Văn cũng là nhân vật cùng thời với cụ ta, hoặc có thể đấu cùng Tư Mã Minh Húc, e rằng ngay cả Tư Mã Minh Húc cũng phải thừa nhận. Nói cho cùng, các thế hệ sau của hoàng tộc không thể so sánh với người của gia tộc Tư Mã. Hơn nữa Tư Mã Minh Húc còn nhận được sự ủng hộ to lớn của nhà Tư Mã, trải qua trăm năm tu luyện bồi dưỡng, đâu phải là người mà một tên không môn phái như Tiêu Chính Văn có thể sánh bằng. Nhưng những điều này không hề quan trọng đối với Tư Mã Minh Húc, hôm nay, hắn trở lại giới thế tục là để tự tay giết chết Tiêu Chính Văn, trả thù cho Lục Tiểu Thiến. Tiêu Chính Văn, tao đã từng cho mày cơ hội, nhưng mày lại không biết trân trọng. Tư Mã Minh Húc kiêu ngạo đứng trên không trung. Lạnh lùng nói. Lúc này, trên bầu trời liên tiếp xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, giống như hai người Tiêu Chính Văn và Tư Mã Minh Húc đang ở trong một chiều không gian khác vậy, đủ loại màu sắc ngập trời, cả bầu trời đều trở nên vô cùng rực rỡ.
Loại sức mạnh khủng bố này đủ để tiêu diệt ý chí của tất cả mọi người. Thậm chí có không ít cao thủ trở về từ vùng ngoài lãnh thổ đều kinh sợ mà nhìn về phía bầu trời. Năm đó một nhân tài của Tư Mã Thị đã sử dụng thủ đoạn này để giết chết mấy trưởng giáo đại tông của vùng ngoài lãnh thổ. Mà Tiêu Chính Văn e rằng còn chưa từng được chứng kiến loại trận pháp huyền diệu tới vậy, kết quả đương nhiên không cần nói cũng có thể hiểu được. So với Tư Mã Minh Húc, Tiêu Chính Văn lại vô cùng bình tĩnh, dường như hoàn toàn không coi cảnh tượng dị thường xung quanh ra gì. Mày quả thực khiến cho tao rất bất ngờ, có điều đánh mày vẫn chưa dùng tới kiếm Tần Vương. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn những tia sáng rực rỡ xung quanh, đột nhiên giơ một ngón tay lên trời, trực tiếp chỉ điểm về phía khoảng không bên trên. Chỉ thấy trên bầu trời ban nãy vẫn còn đang lấp lánh ánh sáng, vầng trăng đột nhiên luân chuyển, chỉ trong nháy mắt đã chuyển từ ban ngày sang thành ban đêm. Thậm chí ngay cả những vì sao trên bầu trời cũng đều biến mất tăm. Thật ra bất luận là trận pháp huyền ảo tới độ nào thì bản thân nó cũng do từ trường giữa trời đất hình thành nên. Mà thứ giống như từ trường, không nhìn thấy cũng không chạm vào được, chỉ là một loại tồn tại trong vô hình. Thế nhưng bởi vì tính lĩnh hội không giống nhau nên từ trường điều động đương nhiên cũng hoàn toàn khác biệt, vậy nên với cảnh giới của Tiêu Chính Văn bây giờ mà nói, bề ngoài thì thấp hơn một bậc so với Tư Mã Minh Húc. Thế nhưng Tiêu Chính Văn đứng ở tầng nguyên khí còn Tư Mã Minh Húc thì lại đứng trên tầng diện chân khí, vậy nên uy lực trận pháp mà hai người thể hiện ra căn bản không thể đem ra so sánh với nhau. Nhìn thấy cả thế giới đều dần chìm vào trong màn đêm đen kịt, mà Tiêu Chính Văn lúc này lại giống như đang biến hóa ra một thế giới hoàn toàn mới, so với cái này thì trận pháp của Tư Mã Minh Húc quá tệ hại. Cái gì, chuyện này sao có thể? Tư Mã Minh Húc cũng có dự cảm cực kỳ chẳng lành. Mày chỉ biết chiến lực của tao là nhân vương cấp 5, thế nhưng lại không biết được thực lực thật sự của tao, chiến lực không phải là tất cả của một người. Trước đây tao không tung ra tất cả những con át chủ bài, chẳng qua là bởi vì những đối thủ đó căn bản không đáng để tao làm như vậy mà thôi. Tuy nhiên, điều đó không thể hiện rằng tao chỉ có chút thực lực như thế mà thôi. Nếu như mày đã biết tới Thiên Sơn Thư Lục thì nên hiểu rằng Thiên Sơn Thư Lục đại diện cho điều gì, với nội tình của nhà họ Tư Mã mấy người thì vẫn không có tư cách nhòm ngó tới Thiên Sơn Thư Lục. Lúc này, cả bầu trời đều đang chìm vào trong màn đêm đen bất tận. Vô số tia sáng gần như đều biến mất hết chỉ trong nháy mắt, mà sức mạnh lớn đó cũng biến mất không thấy tăm hơi ngay sau đó. Gần như chỉ trong thoáng chốc, tất cả những chiêu thức mà Tư Mã Minh Húc sử dụng đều tan thành mây khói. Ồ, Thiên Sơn Thư Lục, hừ, mày chắc chắn rằng mình đã lĩnh hội được tinh túy của Thiên Sơn Thư Lục rồi. Cũng tốt, vậy thì để tao lĩnh giáo một chút kiến thức bị thất truyền không ai bì nổi của mày vậy. Tư Mã Minh Húc lúc này cũng không giữ lại gì nữa. Dẫu sao Tiêu Chính Văn đã khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm, có lẽ đối thủ này còn vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Trước đây, Tư Mã Minh Húc vẫn luôn xem thường cao thủ trong thế tục, dù là cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5 thì cũng bị Tư Mã Minh Húc xem như con kiến. Dù gì thì những trận pháp vô thượng huyền ảo thực sự kia cũng đã thất truyền trong thế tục từ lâu rồi. Chỉ có chiến lực tự thân, không có sự chống đỡ của trận pháp thì cũng giống như lầu gác giữa không trung vậy. Căn bản chẳng trụ vững được bao lâu. Thế nhưng thân thủ của Tiêu Chính Văn bây giờ đã hoàn toàn lật đổ nhận biết vốn có của hắn. Vào khoảnh khắc ban nãy khi Tiêu Chính Văn ra tay, khí thế xem thường bốn phương, chỉ có một mình, tuyệt đối không thể phô trương thanh thế. Hoặc là Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có tư cách trở thành địch thủ mạnh nhất đời này của hắn. Lúc này, vô số thiên lôi lại tập kết trở lại. Tiệt sét thậm chí còn to hơn cả cánh tay nháy mắt đã đan kết thành một mảnh lưới lớn bao phủ kín trời. Có thể triệu hồi thiên lôi tới dưới tình cảnh Tiêu Chính Văn đang thể hiện kiến thức bị thất truyền đại hắc thiên, điều này đủ để nói lên rằng Tư Mã Minh Húc mạnh hơn tất cả những đối thủ mà Tiêu Chính Văn đã gặp khi trước. Mảnh lưới trời này dập dềnh giữa hư không, giống như muốn bao trùm hết cả thế giới vào bên trong vậy. Thiên võng trận, lúc này... Không ít cao thủ từ vùng ngoài lãnh thổ trở về đều đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên võng trận đã thất truyền mấy trăm năm ở vùng ngoài lãnh thổ rồi, không ngờ Tư Mã Minh Húc tuổi đời còn trẻ mà lại có tuyệt nghệ giống như thế. Không hổ là thế gia hoàng tộc ngay tới nhà họ Lý và nhà họ Chu cũng phải kính nể, căn cơ này không phải là thứ mà mấy kẻ bình thường có thể so sánh được. Nghe nói năm đó Gia Cát Khổng Minh đã dùng thiên võng trận để giết chết 100.000 quân Tào lại sườn Bắc Vọng. Thiên võng trận thậm chí có thể xếp chung cùng với Đại Hắc Thiên, Tinh Thần Đại Hải và trở thành một trong ba bí trận lớn.
thậm chí ngay cả Bát Cảnh Cung cũng từng ngấp nghé hy vọng đạt được, chỉ là từ sau khi Tư Mã Minh Húc tới vùng ngoài lãnh thổ ở ẩn thì loại trận pháp này không còn xuất hiện thêm nữa, tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Võng trận đã thất truyền rồi. Thế nhưng không ngờ Tư Mã Minh Húc lại có thể dày công tôi luyện được. Vào lúc mọi người đang hết sức kinh ngạc, mảnh lưới che trời đó đột nhiên che phủ về phía của Tiêu Chính Văn. Lúc này, ngay cả hư không bị Thiên Võng trận bao vây vào bên trong cũng hoàn toàn vụn vỡ. Những người đang quan sát trận chiến bên dưới càng phát ra những tiếng kinh hô, trời đất ơi, trời, trời sụp rồi. Không ít cường giả Âu Lục thậm chí còn quỳ xuống vái lạy thánh tượng, không ngừng cầu khấn. Đòn đánh này chỉ cần giáng xuống thì e rằng quá nửa Âu Lục đều sẽ hóa thành cát bụi. Tiêu Chính Văn trước khi ra tay vẫn còn xem xét tới người dân bình thường, ít nhất vào lúc anh ra tay cũng sẽ bớt ngang tàn hơn, thế nhưng Tư Mã Minh Húc thì lại hoàn toàn khác. Ở trong mắt hắn, bên trong thế tục chỉ có loài kiến chết không có gì đáng tiếc, mà người dân Âu Lục ở trong mắt hắn thậm chí còn chẳng bằng con kiến, giá trị tồn tại duy nhất của bọn họ chỉ là cho giới tự nhiên thêm phân bón mà thôi. Vậy nên từ đầu tới cuối, Tư Mã Minh Húc đều chẳng hề khắc chế. Chỉ riêng một lần giơ tay ban nãy đã khiến cho một quốc gia nhỏ của Âu Lục biến thành biển máu. Lúc này, Chu Trấn Long đang đứng ở nơi xa quan sát trận chiến cũng phải đổ mồ hôi lạnh thay cho Tiêu Chính Văn. Đòn đánh này, dù là ông ta thì cũng tuyệt đối không dám chống đỡ. Bởi vì bên trong Thiên Võng trận này không chỉ có sức mạnh lôi đình mà còn là thần uy vô thượng của đất trời. Bên trong mảnh lưới đó cái gì cũng có. Dù là nhân tài ở cảnh giới nhân hoàng khi đối diện với loại trận pháp này cũng phải nhượng bộ lui binh. Một khi bị nó trói buộc thì đồng nghĩa với việc đối kháng với thiên uy, bất cứ ai cũng chỉ còn đường chết. Dù là những kẻ mạnh mẽ như Trương Liêu năm xưa thì cũng chỉ có thể tháo chạy để bảo toàn lấy tính mạng, huống hồ là Tiêu Chính Văn. Ồ, mảnh lưới lớn này thoạt nhìn rất có tính mô phỏng, chỉ là không biết uy lực như thế nào. Tiêu Chính Văn khẽ cười. Trong biểu cảm lại không hề có chút hoảng loạn nào. Xoạt, một tia sáng màu bạc lóe lên, con dao quân đội năm cạnh lao ra thêm lần nữa, cắm thẳng về phía trận nhãn của mảnh võng lớn bất tận kia. Đùng đoàng, một tia thiên lôi giáng xuống từ trên 9 tầng mây, va chạm với con dao quân đội năm cạnh, ánh sáng cứ thế lóe lên chói lóa giống như trên bầu trời vừa xuất hiện mặt trời thứ hai. Âm dương nghịch loạn, cùng lúc này, bàn tay của Tiêu Chính Văn đột nhiên khẽ lật lại. Hai tia sáng huyền ảo một đen một đỏ bay ra từ trong lòng bàn tay anh. Giống như tất cả mọi thứ huyền ảo trên thế gian này đều bị Tiêu Chính Văn nắm giữ trong lòng bàn tay, ngay cả ý chí của đất trời cũng đang không ngừng dao động theo chuyển động của bàn tay Tiêu Chính Văn. Thịt, Tư Mã Minh Húc cảm nhận được một nỗi khiếp sợ không tên. Ngay sau đó thì nhìn thấy tia lôi đình đó hóa thành tia sét màu tím lao thẳng về phía mình. Cùng lúc này, một con rồng lớn màu tím bay ra từ phía sau lưng Tiêu Chính Văn, mở to cái miệng lớn mà lao về phía Tư Mã Minh Húc. Chuyện này không thể nào. Khổng Thiên Tường đứng bên dưới đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Hắn thật sự không thể hiểu nổi tại sao khí tức của Tiêu Chính Văn lại có thể dung hợp một cách hoàn mũ với trời đất một phương chỉ trong nháy mắt như thế. Vào khoảnh khắc hắn chuẩn bị ra tay tương trợ Tư Mã Minh Húc, Tiêu Chính Văn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Khổng Thiên Tường. Ánh mắt đó như mang theo thiên uy, dọa cho Khổng Thiên Tường vội vàng lùi ra phía sau, thế nhưng dường như vẫn chậm hơn một bước. Chỉ là một ánh mắt thôi nhưng cũng khiến cho đầu Khổng Thiên Tường đau tới muốn nổ tung, như thể bị giáng cho một đòn rất mạnh vậy. Ngay sau đó, một tiếng vang không tên cực lớn đột nhiên bùng nổ bên trong đầu hắn. Khụ, Khổng Thiên Tường phun ra một ngụm máu tươi, mãi đến lúc này, hắn mới nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Khổng Thiên Tường thậm chí bất chấp cả việc bản thân mình đang bị thương nặng, hắn quay đầu bỏ chạy hơn chục dặm, thậm chí còn không có dũng khí liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Chỉ là một ánh mắt thôi, lại có thể khiến hắn bị thương nặng, điều này cũng đủ để nói rõ vấn đề rồi. Thông thường, sau khi đạt đến cảnh giới nhân vương, nếu cảnh giới không chênh lệch quá nhiều, vốn không thể ngay cả một cái liếc mắt của đối phương cũng không thể chịu được. Chẳng lẽ đến bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn đang che giấu thực lực của mình? Trong lòng Khổng Thiên Tường ngay lập tức nghĩ đến khả năng này, nếu thật sự như vậy, thì thực lực của Tiêu Chính Văn thật sự quá đáng sợ. Chẳng trách nhiều cao thủ từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, đều phải chịu thiệt dưới tay Tiêu Chính Văn. Nghĩ đến đây, Khổng Thiên Tường lập tức kinh hãi cực độ, trên trán hắn thậm chí còn rịn ra những hạt mồ hôi mịn. Anh Khổng, anh bị sao vậy?
Lương Cảnh Long thấy Khổng Thiên Tường đột nhiên nôn ra máu, sau đó lại bỏ chạy hơn chục dặm, không khỏi hỏi với vẻ khó hiểu. Dù sao vừa rồi Khổng Thiên Tường vẫn ổn, hơn nữa thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời phê bình, sao vừa chớp mắt một cái, đã bị thương nặng rồi. E rằng Tư Mã Minh Húc cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn đấy. Khổng Thiên Tường nói với vẻ vẫn còn sợ hãi. Cái gì, Tư Mã Minh Húc sẽ thua Tiêu Chính Văn ư? Nghe thấy lời này, vẻ mặt của mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Nếu lời này được nói ra từ miệng của người khác, e rằng đã bị chết chìm trong nước bọt từ lâu rồi. Nhưng người nói điều này lại là Khổng Thiên Tường, người đại diện cho nhà họ Khổng. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã chặn được đòn chí mạng của Tư Mã Minh Húc bằng con dao năm cạnh, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, tấm lưới trời vẫn còn, Tiêu Chính Văn vẫn bị mắc kẹt trong lưới trời đấy. Truyền thuyết kể rằng điều đáng sợ của lưới trời là cho dù đối thủ có chiến đấu như thế nào, thì cuối cùng, họ cũng sẽ bị kẹt chết trong đó. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn thậm chí chưa bao giờ việc thoát khỏi nó, rõ ràng đã từ bỏ hy vọng sống sót. Tiêu Chính Văn rõ ràng đã bị mắc kẹt trong lưới trời. Tư Mã Minh Húc đã chiếm hết ưu thế, sao có thể thua được? Hàn Hương Nhi hỏi với vẻ đầy khó hiểu. Không, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thậm chí ngay cả lúc này, Tiêu Chính Văn vẫn chưa nỗ lực hết sức, thiên võng trận thật sự có thể bao vây tất cả mọi người sao? Mọi người đừng quên rằng, Tư Mã Ý năm đó cũng đã thoát khỏi thiên võng trận của Khổng Minh đấy. Những lời này vừa thốt ra, mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi. Điều khiến mọi người càng khiếp sợ hơn chính là trận chiến của Tiêu Chính Văn và Tư Mã Minh Húc đã đến giai đoạn căng thẳng tột độ, vậy mà Tiêu Chính Văn vẫn chưa cố hết sức ư. Ngay cả bầu trời cũng bị đánh sập mất một góc, Tư Mã Minh Húc đã sử dụng cả bản lĩnh cuối cùng rồi, nhưng Tiêu Chính Văn thì vẫn còn dè dặt ư. Không thể như thế được, tên danh họ Tiêu, thật sự mạnh như vậy sao? Lương Cảnh Long hét lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng một giây sau, hắn vội cúi đầu xuống. Chẳng dám nhìn Khổng Thiên Tường. Dù sao những lời này đều phát ra từ miệng của Khổng Thiên Tường, hắn làm vậy chẳng khác nào đang chất vấn Khổng Thiên Tường, cũng như đang chất vấn người kế thừa tương lai của nhà họ Khổng. Hơn nữa, với lập trường của Khổng Thiên Tường, lại càng mong Tiêu Chính Văn bị cắt thành tám mảnh để xua tan mối hận trong lòng, càng không thể nào nói đỡ lời cho Tiêu Chính Văn. Điều đó có nghĩa là điều Khổng Thiên Tường nói đều là sự thật. Cho dù bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa ra quân bài cuối của mình, thì thực lực của Tiêu Chính Văn đã rất kinh khủng rồi. Có vẻ như con dao năm cạnh của mày không đủ bén nhỉ. Tao thấy mày cũng nên chấm dứt tại đây thôi. Tư Mã Minh Húc lộ rõ vẻ kiêu ngạo sau khi thấy cú đánh của Tiêu Chính Văn chưa thể phá vỡ thiên võng trận. Vậy sao? Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại bằng một nụ cười thờ ơ. Ừ, nhưng, cho dù là vậy. Mày cũng là người đầu tiên buộc tao phải phát huy hết sức mạnh của mình, cũng có thể coi là đối thủ thực sự của Tư Mã Minh Húc tao rồi. Mày là người đầu tiên có thể chống đỡ thiên võng trận của tao mà không chết. Hơn nữa, so về cảnh giới, mày vẫn còn thấp hơn tao một bậc, mày có thể khiến tao sử dụng hết quân bài của mình để giết mày, điều này thật sự khiến tao rất kinh ngạc. Có lẽ, cho mày thêm mấy chục năm nữa, rất có khả năng mày sẽ sánh ngang bằng tao. Nhưng thật đáng tiếc. Mày không nên giết Lục Tiểu Thiến một cách tàn nhẫn như vậy. Có lẽ đây là số mệnh, con người luôn phải trả giá vì sự ngông cuồng của mình. Tư Mã Minh Húc chắp một tay về phía sau, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ, như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ. Khi hắn nói những lời này, tấm lưới trời đột nhiên bắt đầu thu lại với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Giờ phút này, dường như cả trời đất bên này đều nằm dưới sự kiểm soát của Tư Mã Minh Húc, không những là khoảng không. Mà ngay cả không khí trên bề mặt trái đất, cũng như đang bị nén lại, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng nổ vang. Thiên võng, thu về, ánh mắt Tư Mã Minh Húc đột nhiên sáng ngời, một tay siết chặt thành nắm đấm, dường như vào lúc này, cả thế giới đều đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Cạch cạch cạch, vô số sấm sét giáng xuống từ trên tấm lưới trời. Mỗi một tia sấm sét rơi xuống, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái hố sâu khoảng 100 mét có kích thước bằng sân bóng đá. Hàng vạn người Âu Lục, đã bị chôn vùi trong hố, trong chốc lát máu tràn ra ngoài, vô số hố sâu như địa ngục máu, chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng sẽ khiến người khác run sợ. Tiêu Chính Văn chỉ nhìn thoáng qua chân mình, không khỏi cúi đầu thất vọng nói, đây chính là con át chủ bài của mày sao? Xem ra, thực lực của mày cũng chỉ có thế thôi. Mày vốn không đáng để tao phát huy hết sức mạnh của mình. Tiêu Chính Văn nở nụ cười hờ hững.
trong mắt vẫn là vẻ khinh thường. Cái gì, mày chưa cố gắng hết sức ư? Nghe vậy, trên mặt Tư Mã Minh Húc nở một nụ cười giễu cợt. Hắn đã gặp nhiều người nói những lời như vậy, nếu Tiêu Chính Văn thật sự có bản lĩnh đó, liệu có thể bị nhốt bởi thiên võng trận sao? Còn về phần phản công hắn trong thiên võng trận, ngay cả Tư Mã Ý năm đó cũng làm không được. Sao mày có thể chắc rằng, tao đã cố gắng hết sức? Đối với tao mà nói, vừa rồi chẳng qua là khởi động thôi, ít nhất cho tới thời điểm này, mày vẫn chưa thể buộc tao phải dùng hết sức. Ngay khi Tiêu Chính Văn thốt ra những lời này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số đám mây màu tím, đám mây nhanh chóng tụ lại trên không trung, biến thành một con rồng màu tím khổng lồ. Gừ, cùng với tiếng rồng gầm, con rồng màu tím khổng lồ lao thẳng lên 9 tầng mây, đánh ngang bầu trời, như muốn xé toạc cả bầu trời. Khi con rồng màu tím bay vút lên bầu trời, núi sông vạn dặm đột nhiên bắt đầu rung chuyển mãnh liệt, cả không trung cũng đang lắc lư không ngừng. Có vẻ như khắp cả thế giới sẽ sụp đổ tan tành trong một giây tới. Nếu không phải Tiêu Chính Văn cố ý khống chế sức mạnh của cú đánh này, e rằng tất cả quốc gia của Âu Lục ở phía dưới sẽ bị hủy diệt trong tích tắc. Trong giây tiếp theo, con rồng khổng lồ được tạo thành từ vô số đám mây tím càng lúc càng chân thật, thậm chí từng vảy trên cơ thể con rồng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên đôi móng vuốt rồng to lớn, lóe lên tia sáng nuốt chửng linh hồn. Quả nhiên, Khổng Thiên Tường trừng lớn đôi mắt, nhìn thẳng vào con rồng khổng lồ màu tím đang bay lên như diều gặp gió, kinh ngạc thốt lên. Chỉ mười mấy phút trước, Khổng Thiên Tường và những người khác đã tận mắt chứng kiến con rồng tím phá vỡ 7749 tầng kết giới của Huyền Thiên Đạo Cung, giết đám người Joseph ngay trước cổng của Huyền Thiên Đạo Cung. Thứ thần uy coi thường thiên hạ đó, thậm chí khiến Khổng Thiên Tường không còn tin tưởng vào cuộc đời nữa. Lúc này, ngay cả Tư Mã Minh Húc trên không trung cũng cảm nhận được sự đáng sợ của sức mạnh này. Như thể cả thế giới bên đang đè hết lên người hắn theo cú đánh của Tiêu Chính Văn. Một người sao có thể chịu nổi sức đè ép của một bên thế giới chứ? Sao có thể như vậy được? Mày lại có thể chung ý chí với trời đất bên này ư? Tư Mã Minh Húc thật sự không dám tin vào mắt mình. Trời đất, mày thật sự hiểu thế nào là trời, thế nào là đất sao? Tiêu Chính Văn nở nụ cười hờ hững nói. Không, không thể nào, trời đất là con đường tối cao, có thể dung hợp với trời đất. Mày chắc chắn đang dùng thủ đoạn che mắt nào đó. Tư Mã Minh Húc lúc này khó giữ được vẻ bình tĩnh trước đó, giống lên với vẻ vô cùng kinh hoàng. Vào lúc này, tấm lưới trời dường như không chịu nổi sức mạnh kia, sau vài tiếng sấm vang lên, tấm lưới khổng lồ trên bầu trời lập tức sụp đổ. Ngay lúc thiên võng trận tan vỡ, bóng dáng của Tư Mã Minh Húc lóe lên, cả người gần như hóa thành một luồng sáng, bay thẳng về phía học viện võ thuật. Tư Mã Minh Húc vậy mà lại bỏ chạy ư? Tư Mã Minh Húc xuất thân thế gia hoàng tộc, năng lực phán đoán tình hình cũng hơn hẳn so với Khổng Thiên Tường. Tận mắt chứng kiến trận quyết đấu đỉnh cao của các thiên tài có 102 đã đủ khiến kinh nghiệm chiến đấu và năng lực khống chế nguy hiểm cao hơn Khổng Thiên Tường. Từ giây phút thiên võng trận bị phá vỡ, Tư Mã Minh Húc đã từ bỏ suy nghĩ giết Tiêu Chính Văn, không phải là hắn không muốn mà là hoàn toàn không làm được. Nếu cứ đánh nữa, vậy hắn chỉ có một kết cục, đó chính là chết. So với việc giết chết Tiêu Chính Văn, Tư Mã Minh Húc càng quan tâm tới sống chết của bản thân hơn, đây chính là cái gọi còn dừng thì không lo hết củi. Hắn cũng không phải là loại người ngu xuẩn lấy trứng chọi đá. Chỉ cần có thể trốn quay về nhà họ Tư Mã, sau này còn có cơ hội tìm Tiêu Chính Văn báo thù. Lúc này, hắn hóa thân thành một tia sáng, dùng tốc độ người thường không thể tưởng tượng nổi phóng về phía cửa vào vùng ngoài lãnh thổ, chạy trốn một cách nhanh nhất có thể. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được, tại sao những cao thủ vùng ngoài lãnh thổ đều bại dưới tay của Tiêu Chính Văn. Người này quả thật là sâu không đoán được, cho dù là hiện tại, hắn chắn hẳn rằng Tiêu Chính Văn cũng chưa xuất ra chiêu cuối cùng. Nhân tài thế tục này đã không còn phải là người hắn có thể so sánh được, nếu không mời các thiên tài lão luyện ra mặt, có thể nói, trong số những người trẻ, Tiêu Chính Văn chính là người vô địch thiên hạ. Bấy giờ, Tiêu Chính Văn híp hai mắt lại, nhìn theo bóng dáng của Tư Mã Minh Húc, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. E là sau này nhà họ Tư Mã sẽ trở thành kẻ địch mạnh của mình. Hơn nữa, nhà họ Tư Mã không giống với nhà họ Khổng. Nhà họ Khổng cùng lắm cũng chỉ là một con hề thích làm trò. Nhưng nhà họ Tư Mã lại chính là hoàng tộc hàng thật giá thật, hơn nữa từ sau thời đại Tiên Tần Lưỡng Hán,
đây là hoàng tộc duy nhất thống nhất Hoa Quốc. Những bí mật và những công pháp được truyền lại từ thời thượng cổ mà họ nắm giữ nhiều không đếm xuể. Thực lực càng không thể coi thường. Nếu đòn tấn công ban nãy, đổi lại là một người khác thì sợ là đã không kịp chạy trốn mà đã chết dưới con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn rồi, nhưng Tư Mã Minh Húc lại ngay lập tức trốn khỏi phạm vi tấn công của Tiêu Chính Văn. Chỉ từ việc này đã cho Tiêu Chính Văn thấy muốn giết người nhà họ Tư Mã còn khó hơn anh nghĩ nhiều. So với những đối thủ không có chừng mực đó, hoàng tộc thật sự chính là người biết tiến biết lùi, mặt mũi thể diện với họ mà nói chẳng quan trọng chút nào. Càng những đối thủ thực dụng thế này càng khó đối phó. Nhưng nếu đã kết thù với nhà họ Tư Mã rồi thì Tiêu Chính Văn càng không thể để cho Tư Mã Minh Húc chạy trốn được. Sao nào, tao còn chưa hết vui, mà mày đã muốn chạy rồi sao? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời cũng lập tức hóa thành một tia sáng đuổi theo. Lúc này, những người ở phía dưới quan sát trận đấu đều hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy hai người họ hóa thành tia sáng bay về phía đường ra vào vùng ngoài lãnh thổ. Tư Mã Minh Húc thật sự bại trận rồi sao? Hàn Hương Nhi không dám tin kêu lên. Mặc dù trong đám người đó Tư Mã Minh Húc là người trẻ nhất, nhưng cũng là người có cảnh giới và thực lực cao nhất. Trước khi trăm tuổi, đột phá được cảnh giới nhân vương cấp 6, từ trước tới nay người có thể làm được điều này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí nói Tư Mã Minh Húc là kỳ tài ngàn năm có một cũng không quá đáng, nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại dưới tay của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, từ đầu tới cuối nhìn sắc mặt Tiêu Chính Văn dường như còn chưa xuất ra chiêu át chủ bài cuối cùng. Lúc này, Không Thiên Tường cười gượng nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn, sao, có giống như tôi dự đoán không? Cuối cùng Tư Mã Minh Húc cũng bại dưới tay của Tiêu Chính Văn. Sự thật đã nảy ra trước mặt, mọi người không ngừng xì xào bàn tán. Đặc biệt là Hứa Tinh Nhi càng không thể kinh ngạc hơn. Tiêu Chính Văn tính toán đâu ra đấy, còn chưa tới 30 tuổi, trẻ người non dạ, lại trưởng thành trong giới thế tục, làm sao có thể đánh bại Tư Mã Minh Húc người đứng đầu thế hệ trẻ ở vùng ngoài lãnh thổ trong vòng một nốt nhạc. Nếu nói Tiêu Chính Văn cũng xuất thân từ thế gia vùng ngoài lãnh thổ, vậy thử nghĩ xem cái danh xưng người đứng đầu thế hệ trẻ phải đổi chủ rồi. Không chỉ như vậy, thần thoại Tư Mã Minh Húc bất bại cũng đã bị Tiêu Chính Văn đặt dấu chấm hết. Nói cách khác, cao thủ hàng đầu thực thụ của thế hệ trẻ phải là Tiêu Chính Văn, chứ không phải là Tư Mã Minh Húc nữa rồi. Bất luận các thế lực vùng ngoài lãnh thổ có công nhận hay không, đây vẫn là sự thật không thể tranh cãi. Nếu tin tức này truyền về vùng ngoài lãnh thổ, sợ là sẽ khiến cho các thế lực lớn đều kinh ngạc tới mức rớt cả hàm. Hơn nữa, từ lúc Tư Mã Minh Húc vào Ngọc Khuyết Cung, Ngọc Khuyết Cung đã bồi dưỡng hắn như bồi dưỡng cung chủ tiếp theo. Những năm gần đây, để bồi dưỡng Tư Mã Minh Húc, Ngọc Khuyết Cung đã bỏ ra không biết bao nhiêu thứ, huy động không biết bao nhiêu nguồn lực. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Sau lưng hoàn toàn không có một thế lực lớn nào, thậm chí đến cả năm đại danh sơn ở giới thế tục cũng thể không đội trời chung với Tiêu Chính Văn. Càng không thể nào cho Tiêu Chính Văn nguồn lực hay sự giúp đỡ nào. Tiêu Chính Văn hoàn toàn dựa vào một mình bản thân mình để trưởng thành, đánh bại Tư Mã Minh Húc người được Ngọc Khuyết Cung dốc sức bồi dưỡng. Việc này không chỉ vả vào mặt Tư Mã Minh Húc mà còn đập nát cảm giác hơn người từ trước tới nay của các thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ. Nghĩ tới đây, Hứa Tinh Nhi thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã nghe theo lời của tôn sư, không đối địch với Tiêu Chính Văn, nếu không kết cục của bản thân cô ta e là cũng không tốt hơn Tư Mã Minh Húc. Thật ra trước đây, mặc dù Hứa Tinh Nhi bên ngoài tỏ ra rất cung kính với Tiêu Chính Văn nhưng chẳng qua cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Dù sao cô ta cũng thấy Tiêu Chính Văn có xuất sắc đi chăng nữa thì cũng chỉ nổi danh ở vùng đất thế tục, đến vùng ngoài lãnh thổ Tiêu Chính Văn có lẽ cũng bị chìm nghỉm, trở thành tên vô danh tiểu tốt giữa biết bao nhiêu nhân tài nơi đây. Thậm chí đến cả trước khi đi, bức thư viết tay của tôn sư đưa cho cô ta cũng bị cô ta giấu đi. Nội dung của bức thư ấy cô ta cũng đã xem. Không chỉ bảo cô ta bày tỏ thành ý với Tiêu Chính Văn mà thậm chí còn có ý lôi kéo nữa. Nhưng Hứa Tinh Nhi từ đầu tới cuối đều không cho rằng Tiêu Chính Văn lại có tiềm lực lớn tới mức đáng để Thiên Hương Các phải mạo hiểm lôi kéo anh để đắc tội với nhà họ Khổng. Nhưng giờ đây, cô ta lại vô cùng hối hận, tại sao bản thân không lấy ra bức thư này ngay từ đầu? Tại sao bản thân lại tin lời Hàn Hương Nhi, không tạo quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn? Hứa Tinh Nhi siết chặt lấy bức thư ấy. Hô hấp trở nên dồn dập. Sợ là sau trận đấu ngày hôm nay, nhất định sẽ có nhiều thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ tới lôi kéo Tiêu Chính Văn. Tới lúc đó,
có biết bao nhiêu mỹ nữ tuyệt sắc vùng ngoài lãnh thổ tới xun xoe nịnh bợ Tiêu Chính Văn chứ? Có biết bao thế lực lớn bằng lòng dành hết tất cả, bày ra hết tất cả nguồn lực có thể cung cấp để bồi dưỡng Tiêu Chính Văn chứ? Tới lúc đó, Thiên Hương Các thì cái thá gì? Mà ở một nơi khác, Tư Mã Minh Húc dường như không còn đường sống. Hắn tự hỏi bản thân tư chất hơn người, tất cả thế hệ trẻ dường như đều bị hắn chà đạp dưới chân. Nhưng hôm nay đấu với Tiêu Chính Văn một trận khiến hắn nhận ra thế nào gọi là núi này cao có núi khác cao hơn. Hắn đường đường là thiếu cung chủ tương lai của Ngọc Khuyết Cung, lại bị một tên vô danh tiểu tốt giới thế tục đánh bại. Mà từ thời khắc này tất cả uy danh vẻ vang trước đây của hắn đều bị tan thành mây khói. E là khi quay về Ngọc Khuyết Cung, vị trí thiếu cung chủ của hắn cũng khó mà giữ nổi. Xem ra mày đi cũng vội nhỉ, không phải mày nói muốn tự tay giết tao sao? Đi vội như vậy làm gì? Lúc Tư Mã Minh Húc đang suy nghĩ lung tung, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói trêu đùa chế nhạo của Tiêu Chính Văn. Càng như vậy, tốc độ của Tư Mã Minh Húc càng nhanh, hắn chỉ muốn nhảy một phát quay về Ngọc Khuyết Cung ngay và luôn. Mắt thấy bóng dáng của Tư Mã Minh Húc chui thẳng vào một vầng sáng sau núi học viện võ thuật, Tiêu Chính Văn khẽ cắn răng cũng lập tức theo sát Tư Mã Minh Húc nhảy vào vầng sáng đó. Không lâu sau, Tư Mã Minh Húc đã quay về Ngọc Khuyết Cung. Thấy được cung điện quen thuộc ngay trước mắt, Tư Mã Minh Húc mới thở phào nhẹ nhõm. Quay về Ngọc Khuyết Cung, cái mạng này của hắn cuối cùng cũng được bảo vệ. Tư Mã Minh Húc vừa mới thở phào, vô tình quay đầu lại chỉ thấy Tiêu Chính Văn cách mình chừng 100 mét. Tư Mã Minh Húc bị dọa sợ tái mặt, thất thanh la lên, Tiêu Chính Văn. Mày dám đuổi giết tao tới tận Ngọc Khuyết Cung sao? Ngọc Khuyết Cung đứng sừng ngạo nghễ ở vùng ngoài lãnh thổ đã không dưới 10.000 năm, thậm chí trong mấy trận thanh tẩy quy mô lớn của các thế lực ngoài vùng lãnh thổ, Ngọc Khuyết Cung vẫn đều có thể đặt mình ra ngoài thế cục, cũng chính vì vậy mà được nhiều người gọi với cái tên trốn bồng lai hiếm gặp vùng ngoài lãnh thổ. Đừng nói tới giới thế tục, cho dù là các thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ cũng không ít người dám đuổi giết người tới cửa Ngọc Khuyết Cung. Trưởng giáo, cứu tôi! Tư Mã Minh Húc lớn tiếng kêu cứu, chạy thục mạng vào cổng Ngọc Khuyết Cung. Trước lúc Tiêu Chính Văn chạy vào cổng Ngọc Khuyết Cung, một người đàn ông trung niên mặc quần áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn, chắn đường của anh lại. Chàng trai này, mọi chuyện đều có chừng mực, giết người chẳng qua càng khiến bản thân mình đau khổ, vậy tại sao phải đuổi cùng giết tận chứ? Người đàn ông trung niên có khí thế hơn người, trong giọng nói mang theo hàm ý chân thật đáng tin. Giết người rồi dập đầu thì được tha. Không thể nói thế được, bây giờ các ông tự mình giao hắn ra hay tôi đến Ngọc Khuyết Cung bắt người đi. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn cửa núi của Ngọc Khuyết Cung, giọng nói lạnh như băng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn đi vào ngoài lãnh thổ thật chứ không phải chiến trường ngoài lãnh thổ. Không gian này quả thật khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy khá ngạc nhiên. So với thế tục bị ô nhiễm bởi công nghiệp thì nơi này lại vẫn sơn nước hữu tình. Trong rừng thi thoảng vang lên từng tiếng chim hót. Ngay cả không khí cũng có mùi thơm ngọt ngào. So sánh với thế tục, chỉ riêng về môi trường thôi, ngoài cảnh giới đã có ưu điểm hơn nhiều rồi. Cậu nhóc, cậu có biết Ngọc Khuyết Cung là nơi nào không? Sao có thể để cậu khinh thường được? Khí thế của người đàn ông trung niên lại tăng thêm một chút, thậm chí trên người còn xuất hiện một tia sáng màu vàng. Ngay khi hai bên giằng co với nhau, trong Ngọc Khuyết Cung bỗng vang lên tiếng đồng hồ, cả Ngọc Khuyết Cung đều phóng ra luồng sáng thánh khiết. Sau đó khí tức cực kỳ đáng sợ bỗng dâng lên. To gan lắm, dám làm loạn ngay trước cửa núi Ngọc Khuyết Cung. Từ trong Ngọc Khuyết Cung vang lên tiếng hừ, giọng nói đó cực kỳ có lực như thể tiếng sấm trên trời, làm chấn động cả một phương trời. Dường như mỗi một chữ đều chứa ý tứ hàm xúc trời đất, mỗi một âm thanh đều chấn động. Nghe thấy giọng nói này, cuối cùng Tư Mã Minh Húc cũng thở phào, chỉ cần bảo vệ được mạng này của mình thì sẽ có ngày ông ta tìm đến Tiêu Chính Văn để trả món nợ này. Mặc dù ông ta không thể làm gì Tiêu Chính Văn, nhưng Tiêu Chính Văn cũng không thể động đậy dù chỉ một tấc khi đối mặt với Ngọc Khuyết Cung, dù sao hàng ngàn năm nay chưa từng có ai dám tự ý xông vào Ngọc Khuyết Cung. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người từng đến Ngọc Khuyết Cung, nghe nói ngay cả ông cụ năm đó khi đến Ngọc Khuyết Cung cũng phải đi bộ đến trước sơn môn. Đi ba bước lại chín lại. Huống gì là một người không có môn phái, càng không có lai lịch gì như Tiêu Chính Văn. Chỉ là hình như Tiêu Chính Văn không để tâm lắm, vẫn lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông trung niên đó nói,
nói cách khác Ngọc Khuyết Cung các ông đã quyết tâm bao che ư. Cậu nhóc, nhún nhường người khác thì bản thân mình cũng có lợi, làm người thì trừ lại một đường để sau này còn gặp lại nhau. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Đừng thấy ông ta là người canh giữ Ngọc Khuyết Cung mà lầm, ông ta cũng có sức chiến đấu đáng sợ nhân vương cấp 6. Dù là Tiêu Chính Văn cũng phải nghiêm túc đối đãi với đối thủ như thế này. Không cần nghĩ cũng biết thực lực của Ngọc Khuyết Cung đáng sợ thế nào. Sau này, mãi mãi là quá xa, chỉ nói đến hiện tại đi. Tiêu Chính Văn cười khẩy, tay anh đã nắm chặt lấy con dao quân đội năm cạnh trong tay áo. Cậu nhóc, lẽ nào cậu muốn đối đầu với Ngọc Khuyết Cung thật sao? Người đàn ông trung niên nhíu chặt mày, liếc mắt nhìn con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn, trầm giọng hỏi. Vốn dĩ chỉ là ân oán giữa tôi và ông ta thôi. Nhưng Ngọc Khuyết Cung ông phải muốn che chở, vậy thì chỉ đành đắc tội rồi. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng không phải loại người hiền lành, chinh chiến cả đời, Tiêu Chính Văn biết rõ đạo lý hơn ai hết rằng nếu hổ về núi thì sẽ gặp nạn. Cậu nhóc, nếu cậu ta đã thất bại, cậu hà tất gì nhất định phải lấy mạng của cậu ta? Hôm khác tôi bảo cậu ta đến tìm cậu xin lỗi là được rồi chứ gì, người đàn ông trung niên vẫn cật lực khuyên răn. Không thể nói như ông chứ. Là hỏi tôi và hắn không có ân oán trong quá khứ, gần đây cũng không có thù, tại sao hắn lại ngàn dặm xa xôi đến thế tục, còn lớn lối muốn xé xác tôi thành trăm mảnh. Nếu đổi lại là ông, thì ông sẽ tha cho hắn sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cậu nhóc, mặc dù nói là thế, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, mau chóng rời khỏi đây mới là cách làm thông minh. Thấy không thể nói lý với anh. Giọng điệu nói chuyện của người đàn trung niên cũng trở nên cứng rắn hơn. Vậy nếu tôi không đi thì sao? Tiêu Chính Văn lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn người đàn ông trung niên nói. Thế thì e là thiệt cho cậu rồi. Người đàn ông vừa dứt lời không trung bỗng rung chuyển. Một luồng sáng chiếu thẳng lên trời, bắn ra từ trong Ngọc Khuyết Cung. Lúc này không ít các cao thủ quay về từ ngoài lãnh thổ đã lần lượt chạy đến ngoài lãnh thổ, vừa nhìn thấy tình hình. Ngay cả Lý Chính Đạo và Chu Trấn Long cũng đi sát theo phía sau Tiêu Chính Văn, đứng cách Ngọc Khuyết Cung khoảng hơn mười mấy mét, đứng ở đằng xa quan sát trận đấu của Tiêu Chính Văn. Tiền bối Chu không định ra tay à? Lý Chính Đạo quay đầu sang nhìn Chu Trấn Long nhỏ giọng hỏi. Chu Trấn Long khẽ lắc đầu nói, Ngọc Khuyết Cung không đơn giản như thế, mặc dù mấy đại tài trong truyền thuyết đều bị nhốt ở bên ngoài, nhưng vẫn có ngày họ phải trở về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.